Trời ơi, lâu quá mới về miền Tây. Tôi nói thiệt, tôi gặp ông Xui mà tôi còn nôn hơn. Anh Xui, anh Xui ơi. Đang đánh răng. À mà ngủ chưa vậy, đang đánh răng ai vậy? À, ủa, răng cái đâu vậy? Anh, ông anh à, mình có thể dừng cái hành động đó một chút được không? Vô gì? Dạ, lời nói đầu tiên là chào ông anh. Dạ. Tôi đại diện cho đàn trai đến đây rước dâu. Dạ. Và mong ông anh hãy tiến ra cái cửa, mở cửa để chúng tôi có thể bước vào. À dạ, trước khi anh bước ra cái cửa thì xin anh ông hãy vào trong mình chuẩn bị. Tại vì tụi tôi bên đây là quần áo chỉnh tề hết rồi, còn bên kia vẫn còn cam lè quá. Dạ. À là cái ý đó tôi chưa chuẩn bị hả? Dạ, chuẩn bị. Để xíu chuẩn bị lẹ lắm, nhanh gọn lẹ xong. Không, rồi đó, tôi chuẩn bị xong rồi. Ủa, chuẩn bị gì vậy? À, ông anh chuẩn bị cho riêng mình à? Đây, đây, này, này, tôi cho nè, chụm ngang, đeo vô. Đeo vô. Vậy? Ý là mình phải đứng giãn cách ra 2 mét, hiểu không? Cách xa nhau ra. Mà, ủa, tại sao vậy? Người ta đã quy định vậy mà. Quy định gì? Đứng cách nhau 2 mét. Cho nên á, là tôi đã báo tin rồi, là cái ngày hôm nay không thể nào rước dâu được. À. Trời ơi, chết tôi rồi, anh nói gì kỳ vậy, anh không có được. Tôi báo chị rồi mà. Anh báo tôi hồi nào? Chị đừng nói về, nãy tôi gọi cho chị. Hồi sáng ra tôi vừa nghe tin là lúc 6 giờ tôi gọi cho chị mà chị không thèm nói chuyện với tôi. Chị để nhỏ nó nói, số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chứ quý khách vừa lòng gọi là sao? Trời ơi. Ủa, nhỏ nó gặp ai nó không nói hai câu đó hả? Đúng rồi, tôi làm chứng hồi sáng này bà ở trên máy bay, bà để chế độ máy bay, lúc đó tôi đang ói mà. Không ói sao làm chứng được? Thì vừa ói vừa coi chứ ói bằng cái miệng mà, đúng không? Ủa? Nhìn bằng con mắt chứ bộ à. Nhưng mà đi máy bay mắc mớ gì mình tắt điện thoại làm gì? Ôi, anh nói chuyện sao được anh? Quy định là mình lên máy bay là mình phải tắt điện thoại đi. Nhưng tôi rất kỹ lưỡng. Tôi gọi chị không được, tôi nhắn tin, tôi báo với chị rồi mà. Có nhắn tin hả? Tôi nhắn đàng hoàng tử tế, chị coi lên đi. Mở ra coi. Đây là, bây giờ tôi mở máy lên tôi coi nè. Rồi nhắn tin cái gì đâu? Đó. Chị ơi, mình nghỉ nha. Đúng rồi, tôi nhắn á. Ủa, nhắn tin gì ngang ngược vậy? Tôi nhắn vậy sao ngang ngược? Nếu ngang ngược là chị ơi, Minh Nghi nha, là mới ngang ngược. Tôi nhắn có dấu mà ngang ngược đâu. Trời ơi, anh mắc cười quá. Tụi tôi đi rước dâu mà tôi với anh có phải chơi cái gì đâu mà phải chơi banh đũa mà mình đáp anh gì đâu mà anh kêu không nghỉ là nghỉ. Trời ơi, rước dâu mà nhắn gì cho trời ơi nghỉ nha, như rủ đi nghỉ dưỡng vậy anh Xui. Anh mắc cười quá, tôi học được chữ nào tôi nhắn chữ đó. Từng tuổi này học là học gì? Tôi hồi đó không biết chữ, bây giờ tôi đang học online mà ông thầy bữa ông giảng 2 tiếng đồng hồ quên mở cái lo, tôi không hiểu bài luôn. Nè nè, ông đừng có nói thầy giáo đụng chạm tôi cũng thầy giáo nha. Tôi là thầy giáo dạy thể dục nhịp điệu nha. Cái nào nó có cái quy quyền của cái đó. Với anh là 2 2 3 4 là anh đó hả? Đúng rồi, cứ có nhịp là gặp tôi. Hay quá ha. Ừ. Bây giờ tôi nói chị nghe, không phải là tôi làm khó anh chị đâu, mà tại vì mới vừa sáng nay 5 giờ sáng thì tôi mở điện thoại ra tôi coi tin tức và tôi thấy người ta báo là ngày hôm nay 5 giờ sáng là bắt đầu giãn cách. Ai ở đâu là ở yên đó. Ủa, anh đọc tin ở đâu vậy? Tôi đọc ở trên mạng á, xã hội tôi nó share đó. Mạng gì? Coi coi mẹ. Để tôi mở lên tôi coi thử coi. Làm ơn cho tôi xin cái bát wifi đi. Chắc rồi. Bát là cắt rồi. Cái bát gì mà nghe đau đớn vậy? Không, tôi cắt wifi rồi. Ủa sao vậy? Tại vì bây giờ người ta kêu là giãn cách, ai ở đâu ở yên đó, cho nên tôi không có liên lạc với mấy đứa trên mạng luôn. Tôi sợ liên lạc nó sẽ liên lụy. Bây giờ bà tìm cách mà vô mà coi cái tin nó coi thiệt không? Chứ mạng đâu vô? Ai khùng đâu mà tự nhiên mà cái bát wifi này chứ cắt rồi. Anh chị nghĩ đi, anh chị là đang ở cái vùng có dịch tới đây, có nghĩa anh chị là F0. Bây giờ anh chị tới đây, nếu tôi mở cửa cho anh chị bước vô nhà tôi, anh chị lấy cái tôi với con gái tôi, là tôi với con gái tôi trở thành F1. Hồi sáng mình phải nghe FM. Bây giờ nào ông không mở cửa là ông anh đang ép tôi á. Không, bây giờ mình sống phải theo quy định đi anh ơi. Bà kêu luôn cho tôi, Yến ơi. Yến. Dạ. Yến ơi. Dạ. Ra đây cho má rước về đi con ơi. Sao không ra được, con chưa có rước dâu sao con ra nhìn mặt được. Không sao đâu. Ra đâu em. Ra nhìn một cái. Ra đi em ơi. Dạ. Con nè, con chào hai bác. Đứng lại, lại đứng lại. Tao đo đúng khoảng cách 2 mét mới được nói chuyện. Ủa gì vậy Tía? Sao Tía để đàn trai đứng ngoài? Hiện tại là phải cách cho 2 mét. Con ơi, con bây giờ là tới giờ giấc rước dâu rồi mà sao còn mặc quần truyền thống áo ngủ nữa? Thay đi. Ủa đâu có đâu, con bận quần sẵn, con chờ cái áo cưới con ở trong cái quả con mới bận. Ôi chết cái áo này nè. Rồi đây bây giờ nè, áo cưới nè, một cặp nè. Thầy đây nè, tới giờ mình dạ. Dạ khó nghe con nghe. Dạ dạ. Thôi mà con hai ba. Tôi đã giữ được. Bây giờ cái này chưa có khử khuẩn, có ai có cồn không? Có đem nước rửa tay có cồn không? Không biết cái gì được. Không có cồn, không có cồn. Gì Tía? Bình rượu tao có cồn. Nè, ông làm gì vậy? Bình rượu. Tía ơi, đừng nghe, tôi cấm. Đừng, trời ơi, má ơi.
mẹ mất rồi, nó sao con mặc được? Tao đã khử khuẩn cho mày rồi. Trời, không có đám cưới gì hết, mặc cái gì? Sao tự nhiên không đám cưới là sao? Mày không nghe quy định à? Bây giờ ai ở đâu ơi yên đó. Mày mà đi theo mấy người này là mày bị cách ly luôn đó. Anh ơi, tôi nói anh nghe, cái đó là cái ở đâu? Chứ lại anh phải cập nhật đi. Có thể cái chuyện mà anh nói đó là hồi trước lâu rồi, bây giờ là chưa có cái quy định mới. Tôi đâu có nghe. Đúng rồi. Chị trên máy bay sao chị nghe? Không lẽ chị kêu máy bay nó dầm đầu lại? Trời ơi, nói chuyện mắc cười quá. Máy bay làm như xe đầu rồi. Mày bữa ta kêu đi xe lửa thì không chịu. Bây giờ dù sao bên gia đình nhà trai của tôi cũng tới đây rồi. Không lẽ mình đi về vậy nó kỳ lắm anh. Dạ. Thôi bây giờ tụi tôi chịu hết á. Bây giờ miễn sao anh cho hai đứa nhỏ nó có ý kiến đi, tụi nó muốn cưới nhau sao giờ tụi con nói đi. Dạ đúng rồi đó tía. Tao sáng giờ mới nghe nó nói câu đầu tiên luôn á. Nãy giờ nó đứng nó nghiệm mà. Sợ anh. Dạ. Dạ tía ơi, tía gả con liền đi tía. Thôi năng ơi, năng nghỉ đi con. Tía ơi. Tía, tía cho tụi con lấy nhau đi tía. Nghe tụi bay nói tao cũng có một chút cảm động. Bây giờ tụi bay muốn lấy nhau đúng không? Dạ. Muốn làm lễ ngay bây giờ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Làm cha mà. Đâu có thể nào mà đối xử tệ với các con được đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ nếu làm lễ tại đây, dạ, giữa đất trời thiên địa, anh chị có đồng ý không? Dạ, tôi đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Con chưa bận rồi. Không sao, con cứ làm lễ đi con, không sao. Rồi, làm lễ đi nè. Lễ mà. Vậy thì bây giờ chúng ta chuẩn bị làm lễ. Dạ. Ba cầm giúp con. Dạ. Dứt bái thiên địa. Dạ. Nhị bái cao đường. Dạ. Ở nhà ai nấy bái đi con. Rồi cầm u thê giao bái. Dạ. Vợ chồng quay lưng. Dạ. Quay lưng nè. Nhà nào về nhà đó. Làm lễ cái ông bà đã xong, bây giờ đi về 21 ngày sau xuống đón dâu. Bây giờ không biết không có nói nhiều nữa, bây giờ đã xuống tới đây rồi. Đó giờ tôi ngồi đây luôn nè, tôi chờ đó, rồi chừng nào anh mở rào rồi tôi vô tôi lấy dâu tôi về. Má ơi má. Ông anh ơi, bây giờ cho miếng nước uống được không? Khát quá. Uống nước à? Uống nước đi. Tôi cũng không hẹp lượng gì. Vô lấy nước. Dạ. Mời anh chị uống. Chị chờ chút xíu. Dạ. Tôi sống rất đàng hoàng. Tại uống nước vô cho dễ nói chuyện. Chứ tôi không có khó đâu. Dạ. Thiệt dạ nước. Anh chị và cháu cách ra 2 mét. À, 2 mét. Con bé nó đem nước lại nó để. Đem lại. Dạ. Mày để lại chạy lên. Chạy lên. Là sao? Chứ anh chị cứ uống tự nhiên. Rồi tôi bỏ luôn hai cái chung nó cũng được mà. Khử khuẩn. Mình chỉ cần một ly nước để mình giải nhiệt cuộc sống thôi. Uống đi. Mình căng lắm rồi. Không cùng luôn. Không. Rồi vậy đi. Bây giờ các anh chị cứ ngồi đây. Tôi vô nhà tôi nghỉ ngơi. Đi vô nhà mày. Đưa tránh ra cho bà quay nè. Mình nhảy thì mình phải biết lựa hành động chứ. Cứ nhảy cái kiểu mà chăng chăng cha rồi có ngày đứng luôn vậy sao. Trời ơi, bị hôm nay là ngày vui của cháu nè. Thành nữ ra là vui quá, vui trong bụng. Dạ. Bây giờ tập trung đông đủ hết rồi đó ha. Dạ. Bác về mừng quá, nãy giờ đợi bác về dẫn vô nhà. Rồi biết rồi, nhưng mà nói nghe nè. Nhớ nha, follow cái TikTok của bác. Ủa, có luôn hả? Có luôn hả? Trời ơi, TikTok của bác là chịu view đó. Nít gì? Cái tên gì để nói để biết nè. Công chúa lắc chắc có cái sắc sai sai. Sai. Thôi đi vô. Dương, ở lại. Má đi đâu vậy? Má đi đâu giờ này má mới về? Má đi bới cái đầu. Trời ơi, má đi bới cái đầu từ 3 giờ sáng tới giờ đó hả? Má đi bới cái đầu, má không biết tin gì đã xuất hiện à? Không có rước dâu nữa. Sao không rước dâu? Bây giờ mấy người đó là F0, người ta lấy má, bây giờ má đã thành F1 rồi. Hồi lúc 3 giờ sáng má đi. Đúng rồi. Lúc đó chúng ta vẫn còn quy định đúng là rồi. Rước dâu. Đúng. Nhưng 5 giờ sáng con đã đọc một cái tin tức mới rồi. Người ta nói là bắt đầu bây giờ ai ở đâu ở yên đó. Chúng ta phải sống theo quy định. Đúng ra là má phải ở yên ngoài tiệm mắt tóc 21 ngày sau má mới được về. Trời đất ơi sao được con. Trời đất ơi, vậy mà không chịu gọi điện thoại kêu tôi về. Gọi má có nghe đâu. Má lo má quay TikTok rồi má bấm tắt không à. Không, má nghe nè, năn nỉ cho má vô đi con. Không vô được. Không, má dữ lắm rồi. Má bị gì đó. Má chịu hết nổi rồi đó. Bây giờ má quay ngược ra cái chỗ mà hất tóc đó. Má kêu người ta cho má đi. Trời đất ơi, ba cây số tao đi bộ ra ngoài đó là tràn bờ đi. Không được đâu. Bây giờ má vô nhà là lấy tụi con hết. Trời ơi khổ quá. Chưa kể bây giờ con hỏi má một câu thôi. Bây giờ hôm nay là đàn gái mình đãi trước đúng không? Bây giờ đám cưới mà đãi như vậy khách nào mà đi?
Bây giờ ai ở đâu ở yên đó rồi, đâu có khách nào tới dự đám cưới nữa đâu. Đã cho lỗ hả? Ờ đúng rồi, nó đúng. Nhiều khi vô ngồi ăn đám cưới cái bàn xa quá, gấp 2 mét đâu có được, đúng không? 2 mét mà. Rồi bây giờ nhà hàng thiết kế cái đũa dài đi, mình gấp được con tôm, rồi từ con tôm mình đưa trở về mình, trên đường đi liệu tôm nó có rớt không? Nó rớt thì hứng trò. Chị nói sai, chị hứng con tôm với điều kiện là đãi tôm càng chị mới hứng được. Gia đình tôi đãi tôm khô làm sao chị hứng? Trời ơi mà đãi tôm khô. Chứ bây giờ lỗ cho nên mình đãi tôm khô là được rồi. Nghe để bác, không cho vô thì thôi. Đúng rồi bác. Rồi được rồi, không vậy cho tôi rớt vô thì thôi. Vậy đi. Đi lẹ 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 đi. Ôi, tiếu ơi tiếu, bà nội đi đâu với bên đàn trai? Họ đã đi rồi. Sao được tiếu, con cưới chồng mà chứ không phải bà nội đâu mà bây giờ. Tiếu không mà bây giờ mình dí theo là còn kịp, không có lên máy bay là còn kịp. 21 ngày sau rồi tính, nghe chưa? Không được tiếu, tiếu làm gì lỡ gì cũng hết rồi tiếu. Nghe lời tiếu đi con, bà tiếu thằng trai đi lẹ quá vậy. Mới đây thôi mà không thấy tăm hơi một người nào hết. Ôi, thấy họ đi mà lòng mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà phải sống theo quy định thôi. Cho nên... Má dẫn mấy người này đi cửa sau vô à? Tao đó. Trời ơi, má làm như vậy là má hại con hại cháu má rồi. Tôi không thể nào đứng chung với mấy người được. Đi ra khỏi nhà thôi. Không. Nhất quyết không đi à? Không. Tôi sẽ đi. Hay quá. Để đi. Bây giờ làm lễ. Bắt định luôn. Làm lễ luôn. Rồi bây giờ tôi có đi. Đi. Má. Đi lên. Dạ. Làm lễ rồi tôi sao? À, đứng ngoài đó chơi đi ly nước cam sai lớn. Trời ơi nắng quá trời vậy. Vậy là bà nội chấp nhận hai cháu rồi nghe. Mấy người để tôi đứng ngoài nắng mà mấy người uống như vậy. Mấy người đang cấm tôi. Người ta cấm tụ tập. Mấy người tụ tập như vậy. Được rồi. Tôi đi báo chính quyền. Hút mấy người về cách ly hết. Báo chính quyền là phải hốt tao luôn hả? Hốt má đầu tiên. Tôi nói cho má nghe, 5 giờ sáng nay người ta đăng lên là có cái quy định mới, là đúng 5 giờ sáng nay là giãn cách. Ai ở đâu ở yên đó, không cho tụ tập. Má biết chưa? Tin nào đó? Tôi đọc ở trên mạng xã hội. Mấy đứa bạn tôi nó share cho tôi coi. Tao nói cho mày biết nha, mày coi ba cái tin không có rõ ràng, tin nóng, tin hot gì của bay hả? Nè, mày coi tin không rõ ràng nhưng mà tao là tao coi tin chính thống nè. Đây tin chính thống đàng hoàng, không cho tụ tập. Thấy chưa? Quá 30 người. Đông lắm, đàn trai qua đông lắm, quá 30 người kìa. Đó, ông nãy giờ ông thấy ồn không nè, tôi cẳng để tôi đếm cho ông luôn đây. 2 nè, 4 nè, 6 nè, đàn trai 3 đứa nữa là 9 hết. Tại sao đi đóng dâu mà có 9 người vậy? Ủa, cái tụi tôi đi máy bay mà đi đông quá tiền đâu trả tiền vé. Nhưng mà má đưa tôi mượn cái điện thoại. Mày, đó, mày coi đi. Tôi thấy cái tin má rồi. Nhưng tôi phải bấm vào cái tin của tôi coi. Tôi đã tìm thấy cái tin của tôi coi nè. Đó, người ta đăng rõ ràng nè. Bắt đầu giãn cách từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Năm bây giờ là năm bấy nhiêu? 2021. Hay quá hay không? Tôi lỡ lộn có một năm chứ bao nhiêu. Số hay quá. Mày lộn có một năm mày để cho cả nhà người ta phơi nắng. Ông anh ơi, tôi nói anh nghe là tụi tôi đi xuống khu vực này là tụi tôi có khai báo y tế đàng hoàng, tụi tôi mới vô đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà giãn cách là nó còn tùy vô khu vực chứ không phải là chỗ nào cũng làm. Khi nào mà ở từng địa phương mà nhận được cái tin báo chính xác của địa phương gửi xuống á thì mình mới áp dụng. Đúng. Vậy là con đọc nhầm tin cũ hả má? Cái gì? Bởi vì cái số tận là đúng rồi thiệt. Vậy à, mình đâu có giãn cách hả? Không. Vậy cho vô nhà ăn đám cưới ấy. Không. Ai ở đâu ở yên đó. Những ngôi sao trên cao tặng anh chiếc khăn gió. Công nhận bà tôi hát hay quá trời luôn á. Mọi người ơi, mọi người biết mình là ai không nè? Mình á là một cô bé có một chiếc khăn hoàng màu đỏ, nhưng mà mọi người á lại gọi mình là cô bé hoàng khăn đỏ. Nhưng mà tên khai sáng thiệt của mình á là Bạch Tuyết, vậy mà bà mình lại hay gọi mình là Lọ Lem. Hàng xóm thì gọi mình là người đẹp Tây Đô. Rồi cuối cùng mình không biết mình tên gì luôn á. À, trời ơi, nhà bà đi rồi. Mình quy định vậy đó. Bà ơi. Ủa? Bà... Tấm. Sao ai muốn gọi tên tôi, tên gì thì gọi vậy? Bác thích gọi con là Tấm. Bác quy định vậy đó. Trên đường tới đây á. Cái gì vậy bác? Có nhìn thấy sói không? Sói à. Sói. Cái con sói này nó gian manh lắm. Mà bên ngoài nó xấu xí, nó xấu xa cho nên không ai chơi với nó trơn á. Dạ.
Con mà có nhìn thấy nó nha, phải tránh xa nó ra. Còn không á, là con phải nhắn tin cho bác để bác tới giải cứu con liền. Nhắn tin sao bác? Con cầm điện thoại lên con nhắn tin là CD khoảng cách 02 gửi về tổng đài 8234. Cảm ơn bác đã ủng hộ cặp Hải Yến Huy Nam. Nhớ nhắn tin cho bác nghe chưa? Dạ nhớ. Còn bây giờ bác phải truy tìm nó đây. Trời ơi, bác định gì được con sói luôn hả? Không có, cái này bác bắt Pokemon. Trời đất ơi. Ba ơi bà. Ba ơi. Ba đây. Ba ơi, bà. Mỹ Nương con. Bà bị sao vậy? Mọi bữa bà hay gọi con là Lọ Lem mà. Sao bữa nay bà gọi con là Mỹ Nương? Bà quên rồi hả? À Lọ Lem bà quên. Mà thôi đi. Dạ. Con chơi với bà đi. Chơi hả? Ừ. Được. Dạ. Bà làm gì vậy? Bà sướng đó con. Sao bữa nay bà sướng bà lại hú ta? Ừ, lâu lâu bà cũng quên nữa. Bây giờ á, mình chơi trò đập đá đi. Cái gì? Không có được, cái trò đó hư lắm. 1, 2, 3. À, cục đá. Bà nhớ rồi, thôi bây giờ chơi nha. Dạ. Ừ. Bà bị đi. Bà bị trước nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bà ơi. Con cảm thấy mình đang là người bình thường. Chơi cái này xong mình cảm thấy mình bị dị tật quá. Bà ơi, sao tai bà to quá vậy? Tai bà to, để bà nghe con rõ hơn. Con nói cái bắp tai nè. Bà đi tập gym á con. Bà... Đó, bà là chó sói. Ê, ngươi là chó sói đúng không? Ừ, trời ơi, tôi nói cho ngươi biết nha. Mặc dù ngươi là chó sói mà tôi không có sợ ngươi đâu. Sao tôi quy định vậy đó. Trời. Còn tao, bác thợ săn dặn rồi. Gặp chó sói là phải gọi điện thoại cho bác thợ săn liền. Ôi trời ơi, bác thợ săn có súng. Không được. Cảm ơn quý khách đã gọi đến tổng đài 8234. Nếu quý khách nói tiếng Việt, bấm phím 1. Nói tiếng nước ngoài, bấm phím 2. Không nói gì hết, tắt máy. Thôi bỏ đi. Trời đất ơi là trời. Gọi như vậy thì làm sao mà được. Mình phải gọi theo cách truyền thông. Không. Bác thời gian rồi. Trời. Sói. Cứu con chơi. Sói. Hả? Cái gì? Sói đâu? Sói đâu? Sói đâu? Sói độc ác. Dạ. Bên. Trời ơi nữa. Tại sao con cứ đứng chặn chặn trước họng súng vô hình của bác vậy? Tới dạ, ra. Dạ. Bên. Thôi đưa đây đi. Tới nè, đó vậy đi cho khỏe. Này. Chết. Con sói ở đây vậy bà con đâu? Trời ơi. Vậy là nó đã nuốt bà con ở trong bụng nó rồi. Trả bà lại cho ta. Về tới đâu rừng con chim sắt nhỏ vang rộn rừng. Chuyện gì vậy mà la sùm vậy con? Hả? Bà. Con. Bà. Con. Bà. Hai đứa mình là bà con. Con ơi con, dạ. Mà chuyện gì mà con kêu bà thảm thiết quá vậy? Dạ bà ơi. Bà ơi. Trời ơi ghê lắm đó bà ơi. Rất là sợ. Con rất là sợ. Trời con sợ lắm luôn đó bà ơi. Bà sợ con hơn sợ câu chuyện đó. Dừng đi con. Bà biết không, có một con chó sói lẻn tới nhà của bà. Nó lợi dụng đêm tối, lúc bà đang ngủ say, mơ một giấc mơ rất là đẹp. Và nó há hồng ra, nó nuốt chẳng bà vào trong bụng. Và bây giờ, bà đang nằm gọn trong bụng của nó đó. Trời ơi, bà đang nằm gọn trong bụng con sói. Ủa cha đứng đây mày? Hả? Cô yêu của bà? Này em ơi nhé,
Ôi trời ơi, trời ơi, chuông 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 cún yêu của bà quá hà. Cái gì vậy? Con ganh tị á. Trời đất ơi, bà nói cho con biết, sói có 5-7 loại sói không con? Bạn sói này là rất là tội nghiệp. Wow, đúng rồi bà ơi, ai cũng thấy con á qua hình dạng bên ngoài rất là xấu xí, nhưng mà họ đâu có biết là bên trong của con rất là hiền lành. Con chỉ muốn kết bạn hết tất cả với mọi người thôi. Bà nói cho con biết nghe chưa, Maleficent. Trời ơi, cuối kịch mà con còn có tên mới nữa hả bà? Tại vì bà thấy con hung dữ quá cho nên là bà gọi con là Maleficent đó. Nè, bà nói cho con biết, con không được đánh giá bên trong của người ta qua cái hình dạng bên ngoài. Như vậy là sai không được nha con. Dạ con biết rồi, con xin lỗi bà. Giỏi lắm, cô bé hoàng khăn đỏ. Trời ơi. Chúng ta sống trong một khu rừng này, không có nhiều người đâu con. Chúng ta là một gia đình nhỏ, nhưng chúng ta có những hạnh phúc to lớn. Đúng không các con? Đúng. Giỏi quá. Câu chuyện mà tụi em hư cấu thì làm cho người xem cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và qua câu chuyện này thì những bé thiếu nhi sẽ bớt sợ chó sói hơn. Vì con chó sói trong cái vở này thì Huy Nam diễn rất là dễ thương, rất là đẹp trai. Chó sói này đẹp trai thiệt. Mà chị không ngờ là một ca sĩ, nhưng mà chị không ngờ em diễn rất tốt, diễn rất là tự nhiên. Thấy bữa giờ là Nam không bị đuối. Em không có đuối mà chị Trinh bị đấm. Hải Yến đặc biệt là lúc nào bạn cũng có cái hay là hài mà hài tỉnh, tức là nhả những câu rất là đơn giản mà không cần diễn. Cái chủ đề của tụi em ở đây nó đáng yêu, mà có lẽ là các bé cũng sẽ hiểu như là hai tụi em muốn. Các em phải có tình thương yêu với những con vật thì mới có thể thương yêu được bản thân mình và yêu thương con người. Còn cứ gặp người xấu là ghét, mà gặp người đẹp thì thương, thì cái điều đó chưa chắc là một cái suy nghĩ đúng đắn. Giá như có được một chút xíu nào đó sự lẫn lộn, ví dụ như là khi em đây là chó sói là bà cô, thì bà cô với là ông thợ săn xuất hiện lại là một cái phim khác, nó lẫn lộn chút xíu mà nó lại ăn nhập vô với nhau, thì cái điều đó nó sẽ cao hơn, rồi tụi chị coi cũng cảm thấy nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì đến lượt hai em sẽ là chọn ra cặp đôi nào sẽ cho mình biết số điểm trước. Chó sói sẽ chọn anh Bạch với chị Oanh. Xin lỗi em, chị không thể cho hơn được nữa. 0,5 nằm đây thì anh không thể nào cho cái điểm này. Bắt buộc phải là điểm này. Yeah. 19 điểm rưỡi. Thấy cũng yên tâm nữa gì. Còn bây giờ sự yên tâm sẽ chuyển qua giám khảo trường quay. 4, 3, 2, 1. Và số điểm từ giám khảo trường quay 9,4. Ở những thập niên 80-90 thì tất cả mọi người yêu thích điện ảnh, thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua những bộ phim liên quan đến cái tên là Thân Bài. Hãy cùng chào đón cặp đôi của Tùng Linh và Mai Yến Chi. Kính thưa quý vị, hôm nay là cuộc thi cờ bạc mang đẳng cấp thế giới. Thân Bài của chúng ta đã nhận lời thách đấu của một người vô danh, và tôi tin rằng ở khán phòng này sẽ bùng nổ. Người vô danh xuất hiện, sôi động. Không sao, để chuẩn bị chào đón cho Thân Bài. Dỡ cái anh còn trẻ tao xuống đi. Theo quy định của lực cờ bạc, hai đối thủ ngoài đứng lên chào nhau đi. Có xe tao đâu? Có liền. Đó. Đã chào xong. Chào nhau. Chưa đứng xong đã chào nhau. Trước khi bắt đầu, theo quy định của lực cờ bạc thì hai đối thủ đứng lên chào quý vị khán giả đi. Đã chào xong. Cuộc đấu bài chúng ta gồm có 3 vòng.
ai thắng nhiều tiền nhất thì người đó thắng, mà ai thua nhiều tiền thì là người đó thua. Bắt đầu. Ê, 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 ê. Ê, sao mày xào bộ này mà chia bộ khác vậy? Đâu có xào, bộ này xào chia. Dạ mời xem bài. Tí đồ. Có liền. Cầm tay tôi kéo về đi. Đã xem xong. Mời bên đây xem bài.
Truyền thuyết kể rằng hòn đảo này có rất nhiều báu vật vô cùng linh thiêng. Hãy mau mau đi tìm hòn đảo nhanh lên. Nè, khoan, phải tìm được báu vật nha, không xong là ta cạo lông từng đứa. Biệt xuất. Thôi chủ nhân, tụi em đã tìm được một báu vật. Vật gì? Là một con báo, tụi em giật nó. Là báo vật. Tào lao, vô tìm tiếp. Kỳ lạ vậy, thì tấm băng này chỉ dẫn thì báo vật chỉ vòng vòng ở đây thôi mà. Phải tìm nhanh mới được. Tìm đi coi, xem coi. Tụi em tìm được thứ này. Là vật gì? Nè. Trời ơi, tao bảo đi tìm báo vật, tại sao đi lượm dê chai lông vịt vậy, đồ ngu. Ngươi mới là đồ ngu đó. Đó chính là báo vật. Báo vật. Đúng. Ngươi là ai? Ta sẽ tự giới thiệu. Ta là người mà đi đến đâu biển phải cúi đầu, cá phải nhăn mặt, chém chép phải hạ mỏ, rong phải tách ra làm đôi. Ta biết rồi. Cái gì? Ngươi là ông lão đánh cá và con cá vàng. Đánh cái gì? Không phải. Ta sẽ tự giới thiệu, ta chính là Miu Lê. Lộn. Ta chính là cướp biển Caribe. Cướp biển? Mày muốn cướp gì của ta? Bây giờ ta muốn cướp cái thứ trên tay của ngươi. À, hãy bước qua sát của ta trước. Được. Hey. Lại đây. Hey. Hey. Ủa kỳ vậy? Này đớt trong này mà sao ra hướng này vậy ông? Không mà, muốn đi đâu thì đi, kệ ta. Bây giờ nghe ta hỏi nè, trong hai người, ai là người đã đánh thức ta? Là ta. Dạ thưa chủ nhân. Là ta. Chủ nhân. Ủa là ta, ta nè, ta nè. Qua đây. Không, là ta. Là ta, ta con ơi, con qua đây. Qua đây, qua đây. Rốt cuộc, ai mới là chủ nhân? Là tôi.
sẽ đi về đâu. Trời ơi. Ôi, nó bền bồng, nó bền bồng, sao muộn sẽ quên được nào. Yo, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rồi lòng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, em ơi, anh đâu có sai. Phải rồi, anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cạn dồ. Gặp gần khổ đời tôi, bồng bềnh để mà phê. Nhìn qua bước dài bước ngắn, chẳng chê ôi chồng, cái mà là chồng. Trời ơi, ông nhậu cũng vừa vừa phải phải thôi. Ông nhậu như vậy á, ruột gan làm sao mà chịu cho nổi. Cầm ơi, nói lại nghe chơi. Tôi nói ông á, nhậu vừa vừa thôi. Nói mà cứ cãi. Cái dốc này là phải quất á. Ôi da, ôi da, trời ơi. Ông coi đó, ông đánh tôi vậy có nợ chịu nổi không? Làm cái gì chịu không nổi. Người ta đang đi nhậu, kêu người ta về. Ăn cơm ăn nước là cơm nước đâu. Chưa có nấu. Nói cho vợ biết nha, đi vô trong đó nằm 10 phút mà chưa có cơm mềm mình với tôi nha. Đây. Trời ơi, sao mà số con khổ quá vậy nè. Vì sao con khóc? Con khổ quá Bụt ơi. Bụt đâu mà Bụt. Tao là hai thằng má thằng quẹo nè. Hả? Má. Vợ quẹo mày nhìn không ra tao mày xịn hả? Xịn cái gì mà xịn. Con trai của má làng quẹo á, nó quánh con muốn sạc luôn này chứ xịn cái gì. Trời ơi. Má. Đánh đi con, đánh đi, đánh đi. Con vợ đâu rồi? Ê, đó, má không tin phải không? Má lùi xuống, má núp xuống đi. Má coi nè, ảnh ra một cái, ảnh nói tiếng trước, tiếng sau, ảnh bợp tay con liền đó. Nấp vô, nấp vô. Nãy giờ, cơm nước có chưa? Cơm em chưa có kịp nấu. Gì? Cơm chưa có kịp nấu. Kéo nó về nãy tới giờ mà chưa nấu cơm hả mày? Thằng quẹo! Bữa nay mày đã có đồng minh hả? Tao gom xuống tao quýnh hai đứa vô một chỗ luôn nè. Đứa nào đứa... Má mới lên chơi. Lên chơi cái gì ha? Tao á là tao chán cái ông già té mày ở dưới nhậu quá nói hoài không nghe. Tao mới ghé ra tao giận tao bỏ lên đây tao đi bụi. Lên đây gặp mày cũng sáng sai chiều xỉn nữa ha quẹo. Đó, con nhậu có chút xíu à. Nhậu chút xíu? Tao đứng gần mày tao nghe mùi rượu nồng nặc à. Tao không ngờ bây giờ mày bệ rạc như vậy. Má. Hả? Má nói vậy là nói quan cho ảnh. Đâu phải bây giờ. Mười mấy năm rồi. Vậy mà tao tưởng nào giờ vợ chồng mày vui vẻ hạnh phúc lắm. Vui lắm má. Hả? Để con kể cho má nghe. Ngày nào con cũng nằm kế chồng. Từ ban đêm tới lúc sáng hừng đông. Bỗng có tiếng gà gáy. Sao mày quánh nó? Gà gáy âm dầm ngủ không được à. Gà gáy đâu liên can gì tới nó đâu. Dạ gà con nuôi. Rồi sao nữa? Chuyện này vui nhất nè. Buổi chiều con ra bờ sông, con giặt đồ. Bỗng từ xa xa chồng con đi nhậu về. Vợ ơi. Dạ. Ủa, giặt đồ hả? Dạ. Ờ. Trời ơi, nó giặt đồ mà mày cũng quánh nó nữa hả? Nó ngoại tình kìa. Hả? Nó giặt cái quần này là của đứa nào, của thằng nào đâu phải của tôi. Hả? Con giặt mướn mà má. Thằng quẹo nhà mày quá đáng lắm nha. Mày nha quẹo, mày nha. Quánh vợ chứ quánh con nha. Trời ơi, mày nhau nha, mày sai chị mày đứng im đó cho tao. Nè con dâu. Dạ. Bữa nay có má ở đây rồi. Má sẽ làm chú cho con. Dạ. Trói nó lại. Hả? Con sợ. Có má ở đây rồi.
Tao đổ nó dám làm gì mày? Trói nó đi con! Má ơi, má nỡ giao con cho sói hả má? Sói gì mà sói? Ông quẹo, bữa nay tôi quánh ông Tự quẹo thành thẳng luôn. Tới luôn con. Dạ, nè. Lúc mà má về bà lo bà đi rửa hình thờ là vừa đó. Hương ăn tát suốt trăm năm. Quẹo ơi, tới má. Má ơi, má ơi, cứu con. Má ơi, trời ơi, cái gì vậy? Má, má nỡ nào, má lên đây, má nấu cháo cho giặt. Má để vợ con đi xử con vậy hả má? Xong chưa con? Má, con trói xong rồi đó. À, bây giờ mình hỏa thiêu luôn đi má. Ê, con tao mình hỏa thiêu vậy? Chứ cột làm gì? Cột đó, bắt nó đứng đó, chứng kiến mẹ con mình. Má tính làm cái gì con? Má ơi, con không biết nhậu. Đúng rồi đó má, má nghĩ sao má từ dưới quê lên đây má xúi vợ con nhậu vậy má? Không. Má. Có má. Mình nhậu tới nóc luôn đi má. Rượu đã có, mồi đâu sao không thấy? Muốn mồi có mồi. Trời ơi. Còn rượu má kiếm đâu ra? Má giận ông nhậu quá à. Má lấy hết rượu của ông đem lên đây không cho ông uống nữa luôn. Ủa? Vậy hả? À. Vậy còn hai trái cốc? Má ôm canh chạy trước. Ồ. Ông nói gót, ông chọi cốc theo sau. Ồ. Chọi bao nhiêu má chụp bấy nhiêu. Ồ. Gom từ nhà lên tới bến xe là được bốn cái cần xe. Ồ. Bán được 1,2 triệu. Má ôm tiệm dông thẳng lên đây nè. Vậy còn hai trái sao má không bán luôn đi? Hai trái này còn dư, má kẹp cho ông canh hơi hăng, ta không có mua. Trời ơi má ơi. Má ơi, má từ dưới quê má lên đây má dạy cái gì không dạy? Má dạy vợ con ăn nhậu rồi đối phó chồng là sao má? Mày nín đi. Tôi nói cho ông biết, mấy ông nói gì? Đàn ông mấy người nhậu được hả? Tôi cũng nhậu được. Đúng. Thậm chí tôi còn nhậu lầy hơn nữa kìa. Trời ơi, tôi nhớ vợ tôi nó lạc lạc kìa. Bà con ơi, qua đây phụ tôi nhớ. Ôi, nó gặp gần rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi nó bền bồng trời ơi, sẽ thương được nhau. Hãy nhịp nhàng rượu nồng, hãy nâng ca ngươi con ơi. Trời ơi, con ơi, má đâu có sai. Phải rồi, má không có sai. Hôm qua ba má quánh nhau, rủ đứa con dâu nhậu cho quên đời. Dài ly nhìn hoài để làm chi, rồi đây chừng nào tận này thôi tôi xin lìa cái cuộc đời này. Ai bà mới nói gì đó? Con nói gì con? Ý con là con muốn chết. Mày nhậu xỉn mày sáng mà mày cầm chai thuốc rầy chi vậy con? Con sống với ảnh mười mấy năm trời, ngày nào ảnh nhậu ảnh về ảnh cũng lôi con ra ảnh đánh con hết, thì coi như cuộc đời của con cũng đã chết rồi đúng không? Đúng. Mà nếu như bây giờ con có chặt bụng con bỏ ảnh đi nữa thì con cũng đã lỡ làng rồi. Từng tuổi nay ai mà lấy con nữa đúng không? Phải. Nếu vậy thì tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Trời ơi, má ơi, cứu con. Má ơi, ngại con vợ con lại. Má buông ra. Trời ơi, tao hối hận mà luôn mày
cởi trói cho con lẹ đi. Ê, cởi trói, cởi. Trời ơi, ơi, đừng có uống vợ ơi. Cởi trói cho con lẹ đi. Đừng có uống vợ ơi. Vợ ơi, má ơi, nó uống vợ ơi, trời rồi. Anh làm sao? Trời ơi. Rồi gặp con cho con. Rồi gặp con. Trời ơi, nó sùi bọt rồi. Con dâu ơi, mày giết nó. Mày giết nó rồi con ơi. Má, con biết tội con rồi. Để con chết theo nó, để con tạ lỗi với nó nha má. Bèo, bèo ơi. Này si rô mà. Ủa vậy còn cái thứ mà nó sùi bọt ra trong miệng vợ con là cái gì? Thì mày hỏi nó đi. Xe sủi bọt. Vậy là bà với má là toa nạp lừa tôi hả? Ta. Mày nha mày, hả quẹo? Mày nha mày, mày vừa phải thôi nghe mày. Con vợ mày á, nó nhậu một bữa nó quậy á, mày mệt không? Dạ mệt. Đó, vậy mà anh quậy tôi mười mấy năm trời. Rồi hả, mày say xỉn, mày quánh nó bông, nó ức rồi, nó uống thuốc, nó chết đó. Mày có đau không? Dạ đau má. Đó, anh nhậu riết rồi, anh có chuyện gì tôi cũng đau vậy. Người chết là hết, người còn sống ở lại mới khổ thôi con à. Mày chừa chưa? Dạ má ơi con chừa. Từ nay con không có uống rượu nữa đâu má, con hứa với má con tu tâm dưỡng tánh. À, anh xin lỗi vợ, tha lỗi cho anh nghe vợ. À hi hi đồ ngốc. Ủa dạ. Chi vậy má? Về quê làm y chang vậy cho ông già tía mày chưa? Trời ơi! Vậy là vợ chồng mình trở thành thánh nhân. Một tấm thái mà chơi đi. Cho con hai ly nước à. Dạ. Có lý không? Gì mới ra có lý đâu, hỏi có nước không? Không có lý. Dạ. Có lý không? Dạ không có lý do gì ở đây hết cô ơi. Lý ở ngoài biển á. Ừ, biển nào? Ai biết đâu. Có lý ở ngoài biển không? Dạ không biết, không biết. Lên kiếm lý phải được. Để nghe xe nước dễ thương này. Ok, trời ơi, đi biển mà chơi xe nước. Gì? Đẹp không? Sao luôn có ai vậy? Sương biển quê tôi, ôi khung cảnh nên thơ làm sao. Giống dáng cao cao nhưng hơi tào lao là tôi chứ ai. Tôi chẳng đẹp trai nhưng đâu ai thính tai bằng tôi. Tôi thấy xa xa là tôi biết đại gia đến rồi. Ê, mau ghé vô đây mua cái ghế 5K nằm chơi. Nằm thấy chơi dơi thì thay đồ bơi ra biển trong chơi. Trà đó khơi khơi nó trôi xuống luôn dưới tận đầm dơi. Nói chẳng ra hơi mệt thì dứt vài ba chén dừa. Cảm ơn, cảm ơn. Ai đây? Mới tới lần đầu sao biết tôi là ai được? Trời đâu đâu bước lên giới thiệu nghe. Chư vị hãy nhìn da đại dương xanh thẳm. Nhìn ra. Và dõi theo những dòng người đang dông khơi vượt biển. Tìm luồng cá ngon đem về đất liền. Dõi theo. Những đoàn tàu cứ mãi lên đên trên biển mà không biết ngày gì, trong khi cá đã đầy ắp một Phan Thiện. Vô đây ngồi đi tôi kể tiếp cho nghe. Dạ dạ. Đó, nhưng mà biết gì không, bị xui lúc đó cá bắt đầu bị thúi. Những người ngư dân mới suy nghĩ là phải làm cách nào để đem cá được về đất liền. Như tụi con cũng đã biết. Chưa nói sao biết. Thì giờ biết đây nè. Thấy không? Nước biển mà nó có vị mặn đó là do chứa hợp chất NaCl. Những người ngư dân dùng năng lượng mặt trời chiết xuất NaCl để đem đi ướp cá. Đó. Xí. Hả? Chú nói gì nghe ghê quá. Ừ, sao chú ra dẻ quá trời luôn á. Muối nó đậy muối đi chú ơi. Muối tên của ba chú. Ông ấy đã mất. Xin hãy tôn trọng. Tôn trọng. Ok. Ông bà cha ta có dạy rằng cá không ăn NaCl là cá bị phân hủy. Hợp lý. Tôi đó ơi, tát nữa. Lý là tên vợ chú, xin hãy tôn trọng. Mấy giờ chú đem gia phả chú ra đây con học thuộc nói chuyện tiếp được đúng không chú? Gia phả nhà chú á tới 3.000 người lắm. Thôi tôi bay nín khe đi. Thôi đi về. Chú vợ. Vô ngồi đi chú kể tiếp rằng những người ngư dân mới bắt đầu kết hợp giữa cá NaCl để tạo ra những giọt tinh tí của biển mà người ta gọi đó là nước mắm. Chú là từ mắm. Chú từ mắm là người đàn ông duy nhất cho thể phao và bán nước giải khát của bãi biển Hans Jules này. Khoan lại đi. Gì ạ? À? Lớn cứng. Chú là chú tư mắm. Ừ. Thì đáng lẽ ra là chú phải bán nước mắm. Đúng. Tự nhiên cái chú bán nước giải khát là sao?
Đó là một câu chuyện dài. Sao sao vậy chú? Hồi đó chú cũng từng bán nước mắm. Dạ. Nhưng mà khách du lịch tới đây họ không mua nước mắm, họ mua nước sâm, nước dừa, nước giải khát. Trời, nước hoa xách tay. Chú cọc quá, chú mới cầm nhẹ chai nước mắm, chú gửi nhẹ vô đầu khách. Chết tôi. Từ đó cái chú nghỉ bán nước mắm, chuyển qua chú bán nước giải khát tới giờ. À, nhưng mà hiện tại trên tay của chú đang cầm chai nước ngọt, mà khách du lịch tới đây lại đòi mua nước mắm. Tụi con uống mấy chai dừa? Hai. Ba người mà uống hai chai dừa, tụi con chắc chưa vậy sao vậy? Yes, dừa của tụi con nè. Trời ơi, chú ơi, chú giỡn hoài, làm hết hồn hoài luôn á. Bữa nay mùng 6 Tết mà tao giỡn cho nó hề hước. Đừng mong, đi ra khỏi nhà của tao. Hay đó mới đuổi chú đi á. Nhìn nè, đó, cái bà lão đó như một bà tiên bước ra trong chuyện cổ tích. Má vợ chú. Đừng mong, mày đi khỏi nhà tao. Lẹ, đi ra khỏi nhà. Trời ơi, ngủ quá vậy. Hello cô bạn. Cô bạn nhớ tôi là ai không? Mày cầm cái vỏ. Ừ. Mày là Tư Mắm. Ra khỏi nhà tao. Con trai. Hey. Không cầm cái vỏ. Vỏ bên kia. Đi ra khỏi nhà tao. Cầm đi, cầm. Hello cô bạn. Cầm giùm cái vỏ. Tao cầm cái vỏ. Vậy tao là ai? Má vợ Tư Mắm. Vậy Tư Mắm đâu? Đứng đây nè. Vậy cầm cái vỏ. Ừ. Mày đi khỏi nhà tao rồi. Mày là cái thằng phản bội. Trời... Cô mày... bạn ơi, bây giờ cô bạn nghe tôi không? Đi vô trong nhà lấy trái dừa leo, bới tô cơm, xong leo lên võng đu đưa toàn ten tỏn tẻn, vừa ăn cơm vừa coi hài Tiêu Minh Phụng. Thằng đó vui không? Vui. Vui sao nó vô vòng nguy hiểm? Tại sao chú bị hà hiếp mà có vẻ tụi con hả hê quá vậy? Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhiệm vụ đã hết, mời vào. Bye. Ok, dạ kính thưa má. Tao phải quánh cái thằng tệ bạc như mày. Nữa hả? Qua giải cứu cuộc đời tôi không? Em, xin má hãy dừng tay. Tao đâu có con giống mày. Ở đâu mày vô đây? Mày nhận làm con tao. Con là cô hàng xóm, con nhỏ này là bồ con. Hề tuổi con yêu lâu lắm rồi, sao má cứ cản ngăn hoài. Tao không nói nhiều với bay, ra khỏi nhà của tao đi. Trời ơi, bác ơi, ra khỏi nhà tao đi. Con đây xin bác cho con làm vợ anh Tư. Tao đây không đồng ý đó, giờ bay muốn gì? Giờ đây con nói như thế này, mời hai cô lắng nghe. Nghe gì mau nói lẹ lên. Má ơi má hãy nhìn lên trời cao xanh, vời vợi có con chim hải âu đang xà xuống biển sâu bắt mồi nuôi thân thể. Rồi má hãy nhìn qua tay phải có hàng phi lao thẳng tắp, nhìn qua tay trái có quán nước xinh xinh, khung cảnh hữu tình hai người yêu nhau mạnh liệt như mùa xuân đang nở rộ qua. Đào ơi đừng dối trách anh là người giống phố, anh vẫn là anh của ngày xưa cũ, vẫn yêu em với tâm chân tình tha thiết, dù cho non mòn biển cạn én nhạn chia xa đôi đường cách trở, nhưng lòng anh vẫn nhớ vẫn thương vẫn chờ vẫn đợi nguyện trọn đời không giống phụ đổi thay. Đào ơi em có biết chăng mỗi lúc đông sang là lòng anh tan nát suối lề, trao dâng cho số phận hồng nhan bạc phước giữa phong trần. Giá cầm giáng ơi cho dù mặt đất này sụp đổ tan hoang, và dần dưỡng kia tắt lẻm đi giữa bầu trời giống bão, nhưng tình cảm hai ta trọn đời nhớ mãi thì đừng nói tiếng biệt ly cho anh tan nát đừng khóc nữa em ơi. Vẫn biết giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngã, nhưng không định luật nào ngăn được hai ta trọn đời chung thủy, thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn môi.
Ôi cha mệt quá. Tơ lòng. Ôi sáng này à. Má ơi, má thấy anh Dương Mắm hay không má? Quá hay. Má thấy đầu nấu ăn ngon không má? Quá ngon. Dạ. Vậy má cho tụi con cưới nhau nha. Quá không đồng ý. Sao vậy? Tại vì tao phải bảo vệ hạnh phúc của con gái của tao. Trời ơi. Má ơi. Mắc gì tự nhiên kêu tôi bằng má? Dạ con không có kêu. Giọng con không có bèo vậy. Con nào đây? Ly. Dạ đúng, con là Võ Thị Hợp Lý, con gái của má đây. Hợp Lý? Dạ. Con đi đâu mà bỏ má biết bao nhiêu lâu vậy con? Con đã ra đi vì lòng tự trọng. Sau khi thất vọng bị đổ vỡ một cuộc tình, anh Mắm đã trao tình cho người con gái ấy. Lòng con nát bấy, con nhảy biển quyên sinh. Nhưng mà rất là tâm linh, con không thể nào chìm được. Chắc là do mực nước chưa tới yết hầu. Tình tiết vừa rồi là em thêm thắt. Tình tiết sự thật không có vậy đâu. Tắm biển hơi lâu nên con bị dợp bẻ. Xong con nhận ra lý lẽ của một tình yêu. Cái đứa mà không được yêu thì chính là người thừa thải. Bao nhiêu lời giao đãi cũng để má tận tình. Con đã thuận tình, xin gia đình mình thấu hiểu. Không có hiểu. Con hiểu nói má không hiểu. Con nói là ngày hôm nay con về đây là con muốn tát. Để má. Không phải con muốn tát. Không phải con muốn tát. Tát hộp. Đau. Tát hộp trễ quá đau. Con về đây con tát hộp cho hai người này nè. Ôi. Mày ngắt cái gì kỳ vậy Biển? Biển. Mày ngắt cái gì kỳ vậy Lý? Mày! Mình ngắt cái gì kỳ vậy mình? Mình! Vợ chồng như bằng mình đúng rồi, có gì đâu quảng hốt. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sao à, tự nhiên kêu ngoại bằng má vậy Biển? Chị... Cốt gian của ngoại. Còn sao mà để tóc dài dài mà rối nùi vậy nè? Đi qua đây lẹ đi, đứng đó hoài hồ bể chân. Trời ơi. Anh ơi, bây giờ tính đi, giờ sao? Bình tĩnh. Tôi là trụ cột trong gia đình. Để đó tôi gánh. Dạ kính thưa má yêu, tất cả chuyện này là do ông Biển á. Bà, ông làm mình đi nha, tôi không có giúp ông nữa đâu. Ê, miệng. Thôi ba con giỡn mà. Coi như bây giờ con thương dì Đào đi, có một mình con mới giúp được gì với ba con vụ này. Thấy ông kỳ cục, tự nhiên cái giỡn. Xin lỗi con đi kìa. Ba xin lỗi, giúp ba một lần thôi. Con thương dì Đào đi mà. Đi đi con. Thương dì Đào con mới giúp á. Ừ. Thật ra tất cả mọi chuyện này là âm mưu của dì Đào. Chứ con làm vậy là chết con dễ của ba rồi. Ăn miếng trả miếng. Cái thằng phản bội. Chào đánh mày chết. Giúp ba một lần đi. Chứ bà ngoại đánh ba đây là ba quỷ á. Ngoại. Quánh đó. Ngoại biết á, sao bao nhiêu năm nay ngoại đánh đuổi cha con vậy á, mà cha con không chịu đi không? Tại vì cha con muốn hoàn thành lời hứa với má, là hai cha con phải ở nhà để chăm sóc cho ngoại. Nhưng mà ngoại nhìn ổng đi, ổng cô đơn cũng lâu rồi. Ngoại cho cha con có hạnh phúc nha ngoại. Dù gì má con cũng mất 10 năm rồi mà ngoại. Chuyện nói bậy. Không có mất. Con Lý không có mất. Thôi về rồi hả? Đi đâu lâu quá vậy con? Má ơi! Hả? Má nhìn kìa má! Nhìn kìa! Có gì đâu nhìn! Con
kêu má nhìn cái gì? Con Lý nè, đi đâu lâu vậy không về má nhớ muốn chết luôn à. Nó về rồi. Từ má, con Lý nó về rồi đó. Con kiếm nó về cho má hả? Má, con kiếm nó về đó hả? Dạ, từ nay Lý về rồi. Má đừng có đi ra ngoài biển, má tìm Lý nữa nghe. Thật đi, khùng. Mày lẫn hả? Về rồi đi, còn tìm gì nữa mà tìm. Ở nhà với má. Má bảo là một lần nữa. Má, má, má. Hả? Nghe con hỏi một lần ha. Này là ai vậy? Lý. Còn đây. Trọng Lý. À, vậy đây. Con Lý nè. Vậy bốn người mình là một gia đình. Vậy thì từ nay gia đình của mình hãy thiệt là hạnh phúc nghe má. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hôm nay là sống ba của anh đi. Ok, bầy chim bông tới liu lo sau nhà. Ok, đào người yêu bông tới từ tình là với ta. Ok kia. Trời xanh mây trắng xoa. Người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời. Quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Em bán các loại rau má, có trà đá, trà sữa, đường đen. Nếu mà anh thích bon chen, em mời anh một ly nước tắc. Uống cho cả người là ngắt, em mời anh một ly trà gừng. Uống cho mặt đỏ bừng bừng, em mời anh trà chanh giải nhiệt. Nếu mà anh thích đặc biệt, thì trà đào trà giải bí đao. Ê, kìa thằng Tàu Lão, mau bỏ thùng mì tôm ở lại. Ăn cắp mà không biết nhảy, mày cố chắc mày chạy lại tao. Anh Năm ơi, nếu có thương nhau thì đừng có đánh đau. Thương nhau cho lắm, cho em thiếu Năm ơi. Thiếu hoài. Mua thiếu hoài à. Sáng sớm chưa mở hàng gì. Mất thùng mì với hai ly cà phê. Bán buôn kiểu này quá chán rồi. Tôi đánh cho ông chết. Ui da. Có khai không? Không khai. Thôi mà, cắt có cái móng tay à, mà cắt muốn cục móng tay người ta luôn vậy đó. Xin lỗi đi, đang làm móng mà tự nhiên ai la lại chói lái nè. Móng mà cũng không yên nữa. Ngủ cũng không được nữa. Đập nước đá cũng không xong. Rồi rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chuyện gia đình nhà người ta, bớt quan tâm đi mấy bà. Nhớ nha. Làm ơn quan tâm tôi đi mà. Không, quan tâm hả? Tôi đánh ông Kiến này. Ông của ông bà, ông giải ai là cái sớm văn hóa đó. Không có văn hóa chút xíu nào hết trơn á, trời ơi. Mua thì mua thiếu, còn đánh lộn, đánh lạo. Quá chán rồi, nghỉ sớm, không bán buôn gì hết. Nam, lấy con chai nước suối. Không bán mày. Nam. Tao bán mày không mua, giờ mày mua tao không bán. Nam. 5 năm 15, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 tháng 9 tụ trường. Tôn. Phụ huynh đó chị đi về đi. Nam. Đi về. Bán buôn gì kỳ không biết nữa. 12 giờ. Chú Bảo ơi. Ủa sao có hai bay vậy? Có hai con. Thôi nãy con nhiêu chơi nhiêu nha. Dạ. Chú đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Sao vậy? Sao các người đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Gai đào cũng rát,
trời ơi. Cái gì vậy? Mấy cái người nè, quăng rác bừa bãi nè. Tự nhiên không giờ đổ thừa làm sao nè nha. Nhìn nhà cửa tôi sang trọng lắm, không có đổ thừa. Cũng phải rác của tôi luôn. Tôi làm móng, rác của tôi phải có mùi aceton. Ừ. Vậy là rác của mấy đứa này là chúng ai hết á? Thôi, đừng nhiều chuyện quá. Nè, cái quán của ai? Của tôi. Rác nằm ở kế quán ai? Quán tôi. Ừ, thì ai là người quăng rác? Ai biết. Ủa, chứ phải ông tự quăng tự la làng hả? Tự nhiên cái tự quăng tự la làng, coi mắc cười không? Thôi, tôi không ở đây nữa đâu. Mọi người ở đi, đi á. Chú Bảo, chú Bảo. Mấy người lo mà gom cái đống rác này đi. Một đống rác chỉ biết của ai? Tự vô moi đi rồi coi coi của ai. Bà Thảo nói đúng á, giờ moi đi, moi ra. Mà... ai moi moi đi, tôi làm móng. Moi đi, anh đặt cái cá đó thiệt. Ủa sao kêu moi đã, không ai moi hết rồi, đi vô hết rồi là sao? Giờ ai moi? Anh chứ ai? Tôi cái gì cũng tôi á. Một người vì mọi người đi. Chúc em bồi dưỡng cho ly cà phê đá nha. Thôi được rồi, để tôi. Ghê lắm rồi, rùi không à. Mọi người coi đi. Thấy cái gì chưa? Nhắm mắt nhắm mũi nhìn có thấy gì đâu. Còn mọi người sao có thấy gì không? Như trên. Như trên. Mà cái mùi này nó kỳ quá. Nó tanh tanh nha. Có tươi tưởi. Quá trời ơi. Gì vậy? Tôi biết mùi này mùi gì rồi. Mùi gì? Mùi xác chết. Hả? Ở đâu có xác chết? Ở đó có pháp y. Gì vậy? Bố Hằng sao chi ăn chực? Năm không có biết gì hết. Tụi con ngành nghề lắm. Để tụi con làm cho. Đội pháp y của phố, hành động. Cái gì vậy trời? Phong tỏa hiện trường. Bắt đầu khám nghiệm. Ê! Xong chưa? Đã xong. Còn kết quả làm sao? Xong rồi. Theo như kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy, ừ, thì nạn nhân đã bị chấn thương ở vùng sọ rất nghiêm trọng. Hả? Chấn thương sọ não? Tôi còn phát hiện xung quanh xác nạn nhân có rất nhiều chất độc. Hả? Ngoài những chất độc ra, tôi còn phát hiện trong đó có cà phê đen, cà phê sữa, sữa ốc gà, sô cô la, dầu cù là, bánh trung thu. Nghe quen quen nha. Hả? Quen lắm. Hả? Sao quen? Trừ bánh trung thu là bán theo mùa thôi, mà cái kia là mùa nào cũng bán hết trơn á. Năm bán. Năm. Làm gì cũng như vậy? Hả? Có gì đâu cũng. Tôi sợ. Thì ra hung thủ là năm. Sao vậy? Tự nhiên hung thủ là tôi. Thì ông mới nói mấy cái chốt đó toàn là ông bán không đó. Bình thường tôi qua bà làm móng tay là chưa bao giờ tôi trả tiền hết trơn á. Là bà uống nước bà trừ không đó. Hả? Còn đây nè, bốn lần sinh viên pháp y. Tụi bay uống thiếu tao 7 thùng nước ngọt. Thì con đâu nói là hung thủ là năm đâu. Con chỉ đi phát hiện chất gì thì con nói chất đó thôi. Cũng hợp lý đó. Vậy thì ổng đâu phải là hung thủ đâu. Đúng rồi. Ủa vậy ổng phải hung thủ chứ ai là hung thủ? Khoan, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Vậy? Mọi người có thấy thiếu ai không? À, không. Không thấy thiếu ai hả? Không. Phân chia theo gia phả. Bắt đầu điểm danh. Bố con sinh viên ăn chết. Đủ. Dân quân tự vệ. Đủ. Đôi bạc ô chê. Đủ. Biệt đội quân chúng. Dân. Cặp đôi bảo hành.
mừng quý vị đến với cuộc thi Nét đẹp tiềm ẩn năm 2023. Ngay lúc này chào đón lên sân khấu top 5 vô cùng xuất sắc của chúng tôi. Xin mời. Ngay lúc này đây sẽ là lúc vô cùng hồi hộp. Hai thí sinh được tôi déo tên lên sẽ là top 2 chung cuộc. Tôi xin déo tên đầu tiên. Chúc mừng thí sinh. Làm gì vậy bé? Dạ em lấy đà để em phóng lên top. Nhiều khi phóng là mình phải ngã 3-4 lần mình mới phóng lên được các bé. Vâng, tôi xin déo tên thí sinh Kim Đà. One slot for tonight. Còn duy nhất một chỗ ạ. Tôi xin được gọi tên thí sinh Tất Diệu Hà. Xin trình trọng thông báo tất cả những thí sinh còn lại rớt. Tôi sẽ phỏng vấn thí sinh Kim Đào. Cảm xúc của bạn như thế nào khi tôi sướng tên bạn lên? Dạ em rất là sướng anh. Trời ơi, cảm ơn một cái màn mở vô cùng trừu tượng của em. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hỏi cảm xúc của thí sinh Tất Diệu Hằng. Em xin trả lời câu hỏi của anh. Cũng như thi sĩ Hồ Xuân Hương đã có câu: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tai kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Dạ hết. Là cảm nghĩ cho em. Dạ, tại vì mẹ của em có dặn á, khi đi thi, ai có hỏi bất kỳ câu nào cứ trả lời 4 câu đó, người ta sẽ nhận nhận mình là người có học thức đó anh. Ồ, vâng thưa quý vị thân mến, ngoài tìm ra những nhan sắc vượt bậc mừng không? Thì ở bên trong và cái chết chồng tưởng rớt. Không nghĩ hai chị em mình vô đâu. Không, mấy đứa kia nó dở quá. Trời ơi, mình xuất sắc nhất thế này. Vâng thưa quý vị, và để tìm ra những cái nét đẹp đó thì chúng tôi phải có những... không chỉ một cái thái độ ở trên sân khấu mà cái thái độ ở ngoài đời, cái thái độ đó nó phải như thế nào chứ không phải nói lúc người khác đang nói. Tôi chỉ kêu em chứ kêu mới chuyển chữ chứ bộ. Ủa bộ kêu nói là nói hả? Ủa thì người ta lịch sự trả lời thôi chứ chị. Mình thi tiếp được chưa? Dạ được. Vâng thưa quý vị, để tìm ra những cái phẩm chất bên trong đó, nó chính là cái lý do mà chúng tôi sáng tạo ra một căn phòng mang tên U Là Trời. Nét đẹp tiềm ẩn đây rồi. Ở trong căn phòng này thì chúng tôi sẽ đào sâu để xem ứng biến của các thí sinh của chúng tôi khi bước vào trong căn phòng này như thế nào. Hai thí sinh nào muốn đi trước ạ? Dạ em ạ. Kìa em. Ơ kìa em quên mất. Dạ em mời chị đi trước. Không, chị định nói là em bự hơn thì em đi trước đi. Nhưng mà chị già hơn em, chị đi trước đi. Em không được đẹp thì em đi trước chứ. Chị lùn hơn em thì chị đi trước đi. Em bệnh án nhiều hơn chị thì em đi trước đi cưng. Chị nói hay quá, chị không có tiền đóng tiền hụi. Con này này là cái người tràn hụi cho chị. Nguyên cái xóm bị giật hết, một mình chị không bị giật. Sao chị không cảm ơn tôi đi? Ủa là em đóng tiền hụi cho chị đó hả? Chứ ai? Ôi cảm ơn em nha. Thôi đừng có giận nữa. Dù gì thì hai chị em mình vẫn là tỷ muội cơ. Hai tỷ muội ơi. Dạ. Mình phân được ai đi trước chưa? Dạ, dạ rồi. Anh xin thông báo là hai đứa đi bằng nhau. Bởi vì chúng tôi có tới 2 căn phòng lận thưa quý vị. Đây chính là căn phòng đầu tiên. Còn căn phòng của thí sinh Kim Đào. Dạ. Em đâm thẳng qua bên đường có quán hủ tiếu mực. Em hỏi chú bán hủ tiếu mực là em thi ở đâu chú sẽ dẫn ra. Dạ, cảm ơn anh. Rất hiệu hàng. Anh hy vọng là em có thể đạt được đến ngôi vị cao nhất. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn cho căn phòng U Là Trời nét đẹp tiềm ẩn đây rồi. U Là Trời, con gái của ba đây rồi. Dạ, dạ ba. Khoan, tháo cái đôi cà khéo ra. Rồi. Kiểu này là về quê này mình phải mang mấy cái này thoải mái để mình còn phụ công chuyện nhà được đúng không ba? Đúng rồi. Ôi ba ơi, con nhớ ba lắm luôn á ba. Ừ, ba cũng nhớ con lắm. Dạ. Tội nghiệp con gái tôi đi thi lo lắng không ăn uống gì. À, dạ. Ốm nhơm ốm nhách hà. U Là Trời, cái tướng vậy mà không chịu ốm. Ai mà nói chuyện duyên dáng dữ vậy ba? Bà con trong xóm mình đó con. À, trong xóm. Qua cảm ơn họ đi. Cái lúc con đi thi đó, họ qua đây nè, ủng hộ, xong rồi nhắn tin bình chọn cho con nữa. Có luôn hả ba? Có. À, vậy thôi có sẵn anh chị em đông đủ đây rồi. Con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian nhắn tin bình chọn cho con. Gái gái lại đây chị hỏi nè, có chồng con gì chưa?
ấy. Dạ. Hỏi khùng quá vậy, ai đâu mà cưới. Con gái tôi mới về mà, từ từ thôi, tội nghiệp nó. Bình tĩnh con ơi, bây giờ mình là hoa khôi rồi, hoa khôi là không có buồn. Ai buồn á? Chứ con đâu có buồn. Cô chú chị đánh giá không chịu đi khám phá, những người mặc như con vô cùng là đáng giá. Đừng có vội phán xét, hoa hậu này sáng giá. Còn cô chú nào mà không có thích vui lòng mà tránh ra. Chú cũng đừng có lo, đời con nhiều sóng gió. Sao sống thì mình phải chất, có gì mà đắn đo. Tự do thoải mái khi được là chính mình à. Nhìn kỹ cũng mặn mà, dễ thương dễ mến, lúc nào cũng vui tươi. Con nói chú nghe, ngồi cười người ta khác gì con đời ơi. Nói nghe quen với cái thằng nào thì giàu dữ lắm. Thằng đó nó cho tiền làm cái bàn tiệc bữa nay nè. Ủa vậy hả? Rồi sẵn tay á, mua luôn cái danh hiệu của này nè. Ủa vậy là chú miệng mua. Ừ. Không, dạ. Con Thi á là thằng thực lực của con, không có ai mà có tiền chống lưng cho con hết á. Đúng không ba? Không. Có ai chống lưng, con cuốn đi mấy ngày nay rồi. Ủa sao lúc này con thấy con có giá gì ta? Ba cũng bất ngờ nhưng mà là thiệt. Không đâu ba ơi, con khẳng định với ba nha, con Thi là bằng thực lực. Em em người yêu con đó. Cút. Làm gì vậy? Cái chuyện bình thường không được hả? Em ơi, em ơi, tụi mình là người yêu của nhau mà. Đúng em đó. Mời chú ơi. Ủa ba, người yêu của con thiệt hả ba? Mày quen người yêu mày mà mày không nhớ. Quen nhau 5 năm rồi. Ủa 5 năm rồi hả ba? À dạ. Anh ơi. Đến đây, đến đây với anh. Đến đây, đến đây với anh. Đến đây, đến đây với anh. Đến đây. Em, nhờ cái không khí vui vẻ của gia đình ngày hôm nay á, anh thật sự là anh muốn hỏi em một chuyện. Chừng nào tính từ mặt ba em? Ủa anh ơi, mình đang vui mà sao tự nhiên từ mặt ba em? Chuyện này mình bàn rồi mà sao em giống như là không biết gì hết trơn vậy? Mình bàn sao anh? Cái chuyện mà ba em chơi bời gây nợ đó. À ha, thì thiếu nợ mà. Ai mà không thiếu đúng không? Nhưng... thì đâu có mức mà ba em mà thiếu nợ rồi phải từ mặt ba em vậy. Mà em có biết ba em thiếu nhiêu tiền không? Dạ nhiêu? 4 tỷ! Ba chơi cái gì đúng không? Ba... hay là ba làm cái gì mà 4 tỷ hả ba? Muốn cái gì qua đây hỏi tao nè. Ba của mày mượn tiền tao cá độ đá banh. Hả? Đánh bài đánh bạc. Hả? Rượu chè gái gú. Trời... là những thứ mà ổng không có chơi. Vậy chứ nói làm chi vậy? Vậy ba tôi thiếu 4 tỷ làm cái gì? Ổng chơi bắn cá. Ba, trời ba muốn bắn cá bao nhiêu bà hỏi đi con mua cá gì cho ba bắn. Ba bắn cá nhà hàng xóm rồi chi tới bắn nó 4 tỷ dữ vậy? Ba không có bắn cá bên ngoài, ba bắn cá trong cái máy á. Chính vì vậy mình đã bàn với nhau có hai phương án cho chuyện này, em nhớ chưa? Phương án thứ nhất, em sẽ giữ được danh hiệu Hoa Khôi và có anh Hoàng Khôi đứng ra trả nợ. Nhưng mà em phải cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với ba em. Phương án thứ hai, em có ba và một số nợ 4 tỷ. Em nói anh nghe thử coi giờ em làm gì ra 4 tỷ. Cứu ba đi con ơi, ba hết cách rồi. Ba xin con có hàng ơi. Có gì đâu con dơm, dễ tính mà. Ai cũng biết sẽ lựa như thế nào. Em chỉ cần đưa ra một quyết định cùng thôi là xong. Con đã đi con chưa cần đưa ra quyết định. Con không có gì. Tôi đã có quyết định của mình rồi. Ba, con cảm ơn ba vì đã yêu thương con và hãnh diện. Dù con là một đứa con gái mập mạp, đen đúa, một người phụ nữ có thân hình quá khổ như con, chưa bao giờ sự cố gắng của con được tất cả mọi người công nhận, và chưa bao giờ có một người nào yêu thương con đúng nghĩa. Vậy nên khó khăn lắm con mới bước qua khỏi rào cản mặc cảm để con tìm tới cuộc thi. Và khó khăn nhất là có một người đàn ông chịu chấp nhận con. Em cảm ơn anh vì đã yêu thương em, vì những điều anh làm cho em. Nhưng em xin trả lại hết. Em đang giỡn hay là em ngu thiệt vậy? Khúc này ai cũng biết phải lựa gì mà. Dễ tính quá mà. Hoa Khôi thì có nhiều lắm, nhưng mà ba thì chỉ có một thôi. Tôi sẽ ở lại với ba. Bà cảm ơn con. Theo dõi cái phần thi của em á, tôi cảm thấy rất là cảm động. Cảm ơn tất cả mọi người đã phù hỗ trợ phần thi này. Ngay lúc này xin mời quay trở lại sân khấu thí sinh Kim Đào và Nét Đẹp Tiềm Ẩn năm 2023. Xin
nắm tay tân hoa hậu Tất Diệu ha. Chị ơi, em đường nó xa đường các bà. Tôi xin phép được mời lên sân khấu giám khảo Tấn Phát và Vũ Đăng lên trao phương tiện cho thí sinh của chúng tôi. Trên sân khấu đang là hai nhà tài trợ mảng miếng hài của chúng tôi. Xin mời tân hoa khôi của chúng ta bước đi những bước đầu tiên với danh hiệu Nét Đẹp Tiềm Ẩn. Tôi xin gửi thông điệp tới những người phụ nữ có ngoại hình giống như tôi. Tôi làm được, tất cả mọi người cũng sẽ làm được. Là. Cấn cái gì đây vậy? Là sao? Đi lịch. Rồi, xong ha. Kiểm tra chút xíu thôi. Hôm nay là tôi qua đây phát quà cho nhân viên xuất sắc nhất tháng. Nhận lấy. Có tôi luôn hả? Có chứ. Trời ơi, đứng cầm cái cây ba chắc đứng chống nạnh vậy hoài cuối cùng xuất sắc quá nhất. Quá xuất sắc luôn. Xuất sắc tới mức một con ruồi cũng không lọt qua được. Nhờ cái sự xuất sắc của anh á mà công ty của chúng tôi đã đột nhập thành công vào lấy toàn bộ hồ sơ mật. Ủa lấy gì? Tại vì xuất sắc đến nỗi mà suốt ngày á cứ dán con mắt vào cái màn hình á, xem những cái bộ phim truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc á. Gì? Hậu vệ mặt trời hả? Đúng không? Năm bảy. Hậu vệ mặt trời gì? Cái phim đó là phim của Hàn Quốc. Còn tôi đang theo dõi cái phim của Việt Nam, Hậu vệ mặt mâm. Tôi bảo Hậu vệ mặt trời tập mấy rồi? Ai biết đâu nè, tôi coi Hậu vệ mặt mâm tập 1007 rồi đó. 1007 luôn. Tới phút mà cái mặt mâm nó thành mặt mo rồi. Nè. Cái gì? Còn chưa nhận ra được vấn đề nữa hả? Chưa nhận ra gì hết. Anh lại tự nhiên vô rồi tặng quà, tặng quyết gì tự nhiên. Thì nhận quà đi, tặng quà thì nhận đi. Nhân viên xuất sắc mà. Muốn khui ra luôn không? Cái gì vậy? Khui ra dùng nguyên trái bơm cho mày luôn á. Không? Tôi bắt đầu thấy bây giờ cầm rồi đi ra ngoài kia liền. Ông bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Tôi báo lên nữa trong đốc á. Có chuyện gì vậy? Có bà coi với chị không? Có bà coi với chị không? Tự nhiên đi vô đây rồi nói gì giữ gì mà tặng quà. Tự nhiên xuất sắc. Tháng tư tặng em cũng khốt rồi không biết gì hết. Ủa cái gì? Cá tháng tư qua rồi mà sao gì mà tặng quà gì đây? Có ai quen biết ai đâu. Đợi em xíu tỷ, cầm giùm cái. Là cái gì vậy ta? Đây, của tỷ là hộp to nhất. Đây là món quà dành cho cán bộ kế toán xuất sắc nhất quý của công ty chúng em gửi tặng chị. Chị có quà luôn hả? Mà ai biết cái quà này là quà gì? Quà của chị đó, chị giá $2,000. Tôi xin lỗi anh là cho tôi hỏi là cái món quà này nó từ đâu đến? Mà tại sao nó lại có món quà này? Trời, hết sức đơn giản. Một nhân viên mà quá ư là ưu tú như chị, khi mà tất cả những hồ sơ mật của công ty bày hết ra đường cho công chúng người ta dòm đó, giúp cho công ty của tụi em phất lên, tóm được những cái dự án trúng thầu với cái giá rất là hời, vượt qua mặt được công ty của chị, cho nên hôm nay tới tặng quà vậy thôi. Ủa hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Cuối cùng ông là công ty nào? Công ty đó thuộc cạnh tranh. Công ty đó thôi cho qua đây chi hả? Ai... đó qua đây tặng quà thì tại vì nhờ sự hỗ trợ của hai người mà ngày hôm nay công ty của chúng tôi đã bước lên một tầm cao mới hơn. Gì đâu? Tôi chưa bao giờ tôi hỗ trợ nha. Tôi là một người trung thành của công ty. Đúng tôi rồi. Nha. Đúng đâu bà. Trời ơi, tưởng tôi vô tặng quà là muốn làm gì làm hả? Không có được đâu nha. Mỗi lần mà bước tới cái bàn làm việc của chị thì đây. Đó, thấy không? Gì? Từng gì con số một đó. Từng con số một. Từng dự án một đó. Từng dự án một. Sao mà những cái hồ sơ mật mà chị cứ bày hết lên bàn cho người ta qua người ta lấy kiểu này? Hồ sơ này đúng không? Đúng không? Của chị đúng không? Này có chữ ký nè. Có nguyên cái mặt mèo gì hay vẽ thế nè. À, mấy lần em qua thấy chị thích mèo hả? Trời ơi, hồ sơ mật mà vẽ mặt mèo không chồng? Trời ơi. Sao kỳ vậy? Cái này phải hồ sơ mật của bà không? Bà vẽ mặt mèo vô nè, thấy không? Logo của chị đó. Tôi không biết phải không nữa nè. Hồ sơ mật hay là cái list karaoke của bà vậy? Quá trời, từng con số, từng con số. Từng con số, từng con số một. Nè lắm bài 51753 trái tim không ngủ yên gì nè. Bấm ca lên đi. Này có biết gì? Ai gì chị quá mê ca nhạc em ơi. Trong cái phòng làm việc của chị là có cả một cái dàn karaoke không thấy à. Trời ơi, trong này có nguyên dàn bài karaoke nè. Đó, có thì gì nó đâu. Kẹp vô. Bởi vì chị làm việc bừa bộn dễ sợ luôn. Hồ sơ mật công ty mà chị kẹp chung với mấy cái list karaoke kia này. Em lấy ở đâu rồi anh giả mạo chữ ký tôi á? Tôi làm ăn rất là nghiêm túc, đàng hoàng. Phải ở công ty này tôi đã làm mười mấy năm nay rồi. Đâu, tôi đâu. Là một cái nhân viên lấy cái điện thoại gọi cho sếp liền cái coi sếp cái dự án mà tôi sắp tới giờ. Tôi đi làm việc, tôi là người nghiêm túc, tôi không có mang theo điện thoại bên người. Tôi không có điện thoại. Vậy luôn hả? Ừ. Tại cuối cùng ông nội này không phải bà con gì. Mà bây giờ có điện thoại không? Không phải bà con, nói chung không phải bà con gì. Ê, nó nghe, trai, lại đây, nó nghe nè, trai, lại đây, nó nghe. Lại đây, trai. Kỳ ta,
Sao? Ở đây ấy tôi nghe nha. Rồi ấy nói nãy giờ tưởng đâu là bà con cô bác gì vô đây tặng rồi quà còn dị nể chứ tôi bảo vệ đây tự nhiên vô nói tầm tràm tràm lặng hồi cái nè. Nè, tôi khẽ vào mông đó nha. Mày nãy giờ là nói sự thật không mà bảo vệ mà không tin vào sự thật, không tin công lý thì làm sao mà làm bảo vệ được? Tôi bảo vệ là bảo vệ đi kiểm tra lại liền. Đem qua xác nhận kia, bà ký một cái chữ ký kế bên còn phải của bà không? Nhanh nhanh, nhanh. Làm đúng công việc của mình đi. Về lấy của công ty. Tôi là bảo vệ công ty. Đúng. Chỉ là anh những ơi người lạ vô công ty phá. Có bà con nghĩ chút không? Nãy giờ ai đấy? Anh không biết tự nhiên có một cái người nào ở bên cái công ty khác mà qua đây tặng quà cho tụi em. Đây có luôn. Rồi hả? Chú tặng Linh hoa. Chú, à, này của chú là... Biết tên tôi luôn hả? Biết sao tên không? Tên chú hả? Ủa chú làm ở đâu? Bộ phận nào? Công ty đối thủ. Công ty đối thủ hả? Qua tặng quà. Đối thủ qua đây tặng quà. Ừ. À, xin lỗi chú vô công bất thọ lộc, tôi không có nhận. Kì vậy? Tôi ăn lương của công ty, tôi làm cho công ty thôi chứ giờ tôi... Tự nhiên có một cái nơi khác. Trời, cuộc sống bây giờ thực dụng lắm chú ơi. Ở đâu có tiền, ở đâu có quà cáp là cứ nhận trước tính sao. Có phải bơm đâu mà sợ. Tôi làm việc ở công ty này lâu năm rồi. Tôi biết khi nào mà bên công ty của chúng tôi tặng quà là người ta họp hành lại hết. À, lúc đây tôi mới nhận. Còn rồi đi nhận tầm bậy không có nhận. Thôi được rồi, cái này chú không nhận phải. Nhưng mà cái này chắc chắn chú nhận nè. Trời ơi mà thiệt á. Sao bảo vệ lại cho vô kỳ cục vậy? Hồi nãy giờ tôi bảo vệ nãy giờ luôn, làm sao cái này đâu ngoài ngoài luôn. Xin 30 giây. Ok, 30 giây. 30 giây bắt đầu. Chưa bao giờ thấy một cái người nhân viên IT nào mà giỏi nghề như chú và hoài cổ như chú. Đã bước qua bao nhiêu thế hệ máy tính rồi mà chú vẫn xài con Bantam 2. Phát hiện được những cái dữ liệu mật của chú rất là khó khăn, phải chép từng cái một nè, phải chép từng cái dữ liệu vô đây nè, đó, từng cái một ra một nùi vậy nè. Chép từ cái màu này mà nó thành cái màu này luôn đó hả? Đúng rồi. Chép cái gì ghê vậy? Thôi giờ tôi ghê, tôi chưa coi đĩa chứ tôi chưa biết mà cái màu dày mà nó thành cái màu dày mà nó chép được hay. Chép cái độ gì vậy? Không, cái này là chỉ là muốn gạt đĩa thôi chú. Bảo vệ để bảo vệ tránh bị mất những cái thông tin chạy xước cho cái đĩa này. Cái quan trọng là đưa tôi cái này làm cái gì? Quan trọng là cái dữ liệu nhiều mà chú xài cái máy tính nó quá cổ tới mức mà phải xài bao nhiêu cái CD đây để chép ra nè. Sao bừa bộn vậy? Mà xong xài cái máy xịn xịn á, ví dụ USB cắm vô cái là được rồi. Tôi nói chú nghe, cái chuyện sắm máy đó là chuyện của công ty. Còn cái chuyện mà lưu giữ hồ sơ, dữ liệu đồ này nọ là cái chuyện của tôi. Đó. Tôi làm sao cũng được, miễn sao tôi giữ được cái hồ sơ đó thì thôi. Đúng rồi. Cảm ơn chú. Giữ được chứ mà gửi lộn mail qua công ty của con hoài luôn chú ơi. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện gửi lộn mail đó thì coi chừng là bên giám đốc tôi gửi. Chứ còn tôi, đặc biệt là tôi chỉ gửi cho giám đốc tôi thôi. Chứ tôi đâu có gửi cho ai mà lộn. Chép cái dữ liệu gì vậy? Coi coi. Muốn kiểm tra không? Trong đây á là dữ liệu mật của công ty. Cũng toàn là số liệu giống giống kế toán kia á. Thôi anh security. Có sự nhầm lẫn gì không? Đây đó, mấy này là anh chép là chép. Anh security. Anh chép mà cái anh security thôi. Anh làm ơn cho cái ông này đi ra đi. Chứ tôi thấy ở đây là anh rối. Anh nghĩ là ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ rồi. Anh ủa lỗi là sao? Tôi qua đây là tôi tuyên dương ba người là đã có công lao giúp công ty của tôi phát triển hơn mà tự nhiên giờ qua đây tôi tặng quà mai không ai lấy là sao anh vậy? Anh có quyền gì mà anh qua đây tuyên dương của tôi? Anh lại gì? Tôi nghĩ cái giọng tố nổi lên vậy. Nhìn giọng tố lên. Ai đây? Ai đây? Giám đốc. Ồ. Tôi mà anh giám đốc ra. Trời ơi đúng rồi, nhân vật chính trong bộ phim Mặt Mâm của tôi mà tôi quên ta. Ai muốn con này? Dạ giám đốc mướn đó. Tôi đâu có biết, đó là phòng nhân viên. Dạ cái đó phòng nhân viên lo, em trợ lý giám đốc em đâu biết. Bữa giám đốc đó là nhận thì em nhận thôi. Dạ chào giám đốc. Giám đốc đó, đây phòng nhân viên đó. Dạ em chào giám đốc. Dạ. Ừ. Dạ thưa giám đốc. Dạ em bảo vệ. Bây giờ mới nhận ra tôi đó ha. Dạ dạ. Cậu đó nha. Dạ. Làm bảo vệ mà tối ngày cứ lo coi những cái phim, phim Hàn Quốc ha. Tôi đi vô á, cậu lại chào là chào cô là sao? Còn không thèm ngẩng mặt là còn nhìn có ai đi vô đi ra. Cô làm như vậy thì bất cứ người lạ nào cũng có thể xâm nhập cho công ty mình, làm những chuyện tầm bậy tầm bạ thì sao? Dạ thì bảo vệ thì giám đốc kêu là đứng ở đây coi rồi có ai ra vô thì báo cáo giám đốc chứ thằng công ty mình cũng hạn chế bạo lực lắm, mới mướn em vô đứng vậy nè, trời cái cây ba chắc em râm em bự cũng chịu em làm chút xíu vậy luôn nè. Trời quấn người ta đau. Trời cậu. Trong cái phim Hậu Vệ Mặt Trời. Dạ. Cậu thích ai? Cậu thích cô quân nhân hay là cô bác sĩ? Cái phim đó em bỏ lâu rồi. Em mới coi Hậu Vệ Mặt Mâm đó mà cái nhân vật chính là y hệt như giám đốc luôn á. Nhớ mặt cậu này. Ghi vào hồ sơ cho tôi.
Em coi phim khác phim nó dở lắm. Bữa sau chỉ má. Phim gì phim gì? Hầu Vệ Mặt Xệ. Ôi ôi. Phim giàu phải không? Thôi mai chắc bây giờ tôi muốn cho nữa tôi coi phim Hầu Vệ Mặt Chảy đi. Hôm nay là ai đây? Xin chào giám đốc. Tôi đến từ công ty đối thủ cạnh tranh. Cái gì? Cậu là công ty đối diện công ty của tôi rồi đó. Tại sao cậu có mặt ở đây? Đến đây để mà tuyên ngôn, ở tuyên dương cho ba nhân viên sắp vào công ty của tôi mà đã đạt thành tích xuất sắc. Tuyên dương cái gì? Không biết, là giám đốc vô tặng quà từ lưa cho. Chắc là giám đốc cũng đã biết được vừa mất một hợp đồng béo bở đúng không? Đừng nhắc tới nỗi đau nữa. Đây, cũng nhờ ba nhân viên ưu tú này đã giúp tôi có được những cái thông tin hết sức là quan trọng từ giám đốc. Cho nên tôi mới phỏng được tay trên hết. Tại sao vậy? Cậu là trợ lý của tôi mà. Tại sao là cái hợp đồng lại... Do mình bị lộ thông tin. Tại sao? Hỏi trong phòng thông tin, hỏi cho tôi biết. Dạ. Cô làm hồ sơ mỗi ngày. Dạ. Cô làm thế nào? Có phải là cô làm ăn tắc trách để hồ sơ bừa bãi, không có chịu cất kính vô hồ sơ mật? Có một lần tôi bắt gặp một hồ sơ cả 100 tỷ của tôi cô quăng cái sọt rác. Dạ. Một lần nữa, một cái hợp đồng khác cô không có kém gì, cô ăn cốc ổi xoài chấm ớt đổ đầy cái đó. Là sao? Dạ. Cô làm kiểu gì vậy? Dạ, giám đốc hỏi giờ em không biết tại sao và cũng tại sao. Nhưng mà thật sự em là một cái người mà đã làm ở trọng trách ở đây. Giám đốc giao cho em biết bao nhiêu việc, em phải uy tín, em phải đàng hoàng mới làm. Em tồn tại công ty này trên 10 năm rồi. Giám đốc chửi bà. Dạ, nhiều lúc cái này bị chơi rồi, bị hãm hại. Tôi biết vụ này, em biết vụ này của em nè. Bị mất cái hợp đồng béo bở đúng không? Làm bữa hổm bả cái hợp đồng nè, cái ăn bánh tráng trộn chét rồi béo quá bở, bị mất ông nội này chơm nè, phải không? Cái gì vậy? Hợp đồng béo bở. Tự nhiên đi, không ra thể thống gì. Còn anh Lực. Dạ. Anh phụ trách về cái mảng IT của công ty. Tại sao anh không cài những cái mật mã cho nó kỹ càng, đính đáo? Đây, tôi làm rõ ràng cái trọng trách của tôi là IT. Dạ. IT là trà đá mà. Suốt ngày tôi chỉ lo trà đá cho ông thôi chứ. Không lo gì khác. Biểu. Trời đất ơi, anh giỡn với tôi hả? IT là mà là trà đá. IT ở đây á. Là trà đá. IT là trà đá. IT là trà đá. Bây giờ cứ... tức quá cứ lên mạng sợ nghe tôi nói là IT ở đây I là information, T ở đây là technology, dạ. Là quản kỳ là kiểm soát, biết chưa? Thì giám đốc, tôi chỉ kiểm soát hồ sơ từ cô này giao qua tôi và tất cả những cái đó tôi giao qua cho trợ lý của giám đốc. Bây giờ anh ấy phải có chịu trách nhiệm với tôi. Công ty không ra hệ thống gì hết. Anh nói cái gì? Tôi là giám đốc mà anh đứng anh ngồi nói chuyện hả? Dạ, anh giải thích sao? Em có giải thích gì đâu, em trợ lý bắt gì làm nấy. Bây giờ thằng này nè, nó lấy hết cái hợp đồng công ty mình là cả 100 tỷ đồng. Bây giờ công ty trên bờ vực phá sản, không được có được hợp đồng là coi như là phá sản rồi. Đó, giám đốc là coi như là đi tù luôn. Ba người thấy chưa? Một cái công ty không ra một hệ thống gì hết, không có cái sự đoàn kết nội bộ thì ở đây làm cái gì? Đúng. Cống hiến cho ai? Hãy nhận về tôi. Công ty của tôi. Hãy nhận tôi về làm công ty. Qua đây cưng. Đâu? Cậu về cậu nhắn với giám đốc của cậu. Muốn cạnh tranh á thì phải cạnh tranh công bằng. Ông là giám đốc mà nhắn dài nữa. Ai là giám đốc? Đây. À. Cậu là giám đốc à? Đúng. À, tôi trẻ tài cao đúng không? Không cần phải khen. Tôi không thích cái lối cạnh tranh gì vậy. Nói chung là công ty ông trên mà vực phá sản rồi. Đúng. Đóng cửa đi. Rồi ba người này có suy nghĩ lại không? Có về bên kia không? Ông nội tặng tôi cái hộp không? Nội ông đem qua tặng tôi dương gì tào lao. Tào lao mới lao. Giả dối nè. Cái tiền này giả dối. Giám đốc. Anh nói cho Cương biết. Anh qua là anh thử lòng thôi hiểu không? Để anh coi độ trung thành của Cương với công ty như thế nào á. Cái này đập luôn. Đừng. Cái này đập luôn. Bỏ ngồi hộp. Nguy hiểm lắm. Quá giỡn như vậy. Trả lời cho người ta đi. Giám đốc. Sao? Đừng. Theo tôi nghĩ là đây là một cái cách gài của giám đốc. Tôi nghĩ là người này quen với giám đốc chứ không phải là lạ. Đem quà cáp tới đây để thử lòng chúng tôi coi thử có trung thành với công ty hay không. Đúng vậy. Chúng tôi không đồng ý cách làm này. Nhưng trước khi mà chúng tôi nói với giám đốc, chúng tôi đã quyết định là dù sống chết cũng làm cho cái công ty này. Còn những cái món quà này đối với tôi không quan trọng. Làm việc ở đây 10 mấy năm nay
ngoài cái tiền lương ra, chúng tôi còn bỏ hết tâm huyết cho công ty này. Giám đốc đừng thử tụi tôi như vậy. Đúng rồi vậy, tôi không biết. Tôi giám đốc nghe, đưa ra vật chất hả? Đưa vật chất này không bao giờ chiếm được trái tim trong trắng của tôi đâu. Nè. Không bao giờ. Giám đốc, giám đốc đừng có thử lòng của tụi tôi như vậy. Tụi tôi thấy vậy tụi tôi đau lòng lắm. Tụi tôi làm việc ở đây tụi tôi rất là chung tình chung thủy với công ty này. Mặc dù là lương lậu là nhiều lúc cũng không có ổn định. Mà giám đốc làm như vậy đau lòng quá, xin nghỉ việc. Nghỉ việc. Bây giờ cậu xác định giùm tôi thử phải là người này đã nhờ cậu để thử lòng tụi tôi không? Dạ, cậu, xin lỗi chú. Cậu suy nghĩ lại không chứ mấy là tôi đập vỡ toàn. Thôi đập vỡ toàn quá. À, thôi ba đừng có diễn nữa. Con thấy là ba chị nhân viên này được á, chỉ có cái anh thấp thấp luôn kia là không được. Trời ơi, hả? Không làm như vậy thì lôi cái mặt của ông ra. Đó, bà xử đi bà, thấy chưa? Con nói rồi, trong công ty mình có nội gián thì ra là anh này là nội gián, anh này chính là người mà tung tất cả hồ sơ mật cho công ty đó thủ. Cảm ơn giám đốc. Đó, anh áo tím đây nè. Phát hiện ra rồi. Đó, giờ ba xử đi ba, giờ con kêu công an nha. Bây giờ con kêu công an nha. Tôi không biết là ba hai người này như thế nào, nhưng tôi cảm ơn giám đốc. Làm việc bao nhiêu năm, nhưng giám đốc đã không đặt lòng tin cho chúng tôi. Khi không có lòng tin thì tất cả sẽ không bao giờ thành công cả. Ngày hôm nay tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Ôi chú lỗi này, chú lỗi này của con. Em nghỉ việc luôn. Lỗi của em luôn. Bây giờ đây, bây giờ trắng đen rõ ràng là ông có đuổi tôi không? Ông có đuổi tôi không? Đuổi không đuổi tôi cũng nghỉ. Cái ông hợp đó cần ba chắc này không đi. Bảo vệ đây luôn đi, bảo vệ ông này đi, coi chừng hắn ra đường tao quýnh ông chết đó. Nghỉ việc luôn. Rồi xong rồi ba ơi, con xin lỗi ba. Con định qua giúp ba để tìm ra kẻ gian, không ngờ kẻ gian nó đã phá hoại luôn công ty của mình. Ai là ba của mày? Trong công ty nha. Đã quá, tôi quá. Cái gì nè? Cái gì Ly? Nghe nè. Anh thiếu ngủ quá. Trời ơi, làm gì thiếu ngủ? Mấy nay mệt mỏi, làm việc nhiều quá rồi xong rồi không có thời gian rảnh rỗi luôn á. Có gì không em? Có gì quan trọng không? Chút nữa sau giờ nghỉ giải lao á, hai đứa mình đi uống cà phê nha. Uống cà phê hả? Ừ. Trời, nghỉ giải lao xong bây giờ anh phải lao vô anh lo ba cái mớ giấy tờ hợp đồng của công ty nữa. Thôi đã cứ như vậy hoài bữa giờ á. Hay là em rủ bản thân anh đi, em rủ thằng Thanh Duy đi chung đi. Ủa gì kỳ vậy? Ê, em bận quá. Thời gian đây em bận quá em. Không có liên quan. Không có liên quan. Thì mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Thanh Duy là em đâu biết đâu. Ồ. Em chỉ biết Đạt thôi à. Wow. Trong tim em chỉ có một mình Đạt. Di ơi, Di nghe chưa Di? À anh biết mà. Trong tim em chỉ có một mình Đạt thôi. Anh biết Di mà. Là ai đối với em không là vấn đề gì cả. Anh biết mà, anh biết là tình yêu của em đối với anh là rất là cao cả. Nhưng mà thời gian anh bận bịu quá, biết, anh xin lỗi. Em biết, em thông cảm hết. Cho dù Đạt có bận bịu cỡ nào em vẫn có thể chấp nhận chờ Đạt. Ồ vậy sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ để bảo đảm tình yêu của mình. Thôi bây giờ em phụ việc anh đi. Bây giờ ở công ty bây giờ là còn có mình anh à. Còn chị lao công là bây giờ là đi nghỉ phép rồi. Bây giờ anh sẽ làm công việc. Còn em phụ là lao quét dọn đây phụ anh nha. Có gì ai kêu gì làm đó. Không được đâu. Em cũng có công việc của em mà. Bây giờ em quét dọn thì ai lo công việc của em. Bây giờ em với anh cả hai cùng phải lo công việc của mình. Thì hai đứa xong việc rồi mình mới đi chơi được chứ. Đúng không? Ôi, khổ quá. Bây giờ Đạt ngồi xuống đây đi. Đạt ngồi xuống đây đi. Nó giờ Đạt mệt mỏi đúng không? Em sẽ massage cho Đạt. Wow. Hay quá. Đạt ơi. Sao? Nói nghe nè. Dạ ba má. Dạ bất thình lình ba má, có chuyện gì ba má? Con đang làm chuyện.
Dạ con nhớ. Con làm chuyện con nhỏ này là ai đây? Là nhân viên trong công ty mình. Trời nhiều con quá, tôi nhìn tôi không nhớ. Tại tôi thấy mấy nhân viên trong công ty mình đâu có cái con nào mà nó dám nó đứng lại gần con mình như vậy đâu. Dạ sao không dám, con với anh Đạt quen nhau mà. Cái gì? Hai đứa con là yêu nhau. Rút qua đây. Dạ. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, nhân viên là nhân viên. Dạ. Không có thể nào nhập nhằng như vậy được. Con biết không mà... Má là khó có con lắm. Con cầu con khẩn là con đó. Bởi vì giờ má con sống trong cái vòng tay thương yêu của ba má. Ba má nuôi con cực khổ lắm. Bởi vì mình phải biết chọn một cái bạn cho nó hợp với mình nha con. Dạ. Mình rồi có quen tào lao, mía lao cái là chết đời. Dạ, mình luôn đó con à. Con là một người rất là đàng hoàng, đứng đắn đàng hoàng. Con đâu làm gì bậy bạ đâu mà tào lao mía lao. Con quen anh Đạt là bằng một tình yêu rất là chân thật. Tôi biết cái sự chân thật có, nhưng mà nó còn xếp về cái mặt đẳng cấp nữa. Dạ. Đẳng cấp là con tôi là một con nhà gia giáo học hành đàng hoàng, là con của giám đốc nữa. Dạ con cũng là con nhà gia giáo mà bác. Con gia giáo nhưng mà bác biết là cái hoàn cảnh gia đình của con nó không có hợp với gia đình của bác. Không. Con hiểu không? Con nghĩ cái vấn đề đó bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tình yêu của hai đứa con là tình yêu thật sự. Hai bác không thể nào cấm đoán tụi con được. Tôi không bao giờ cấm đoán hai người yêu nhau. Dạ. Nhưng tôi không chấp nhận cái hành động của cô lúc nãy. Dạ. Ở đây là công ty. Hành động của con không phải là cái chỗ massage. Ồ. Con nghĩ cái này không phải là... Con gái đàng hoàng không có ai làm điều đó. Vấn đề không phải là con massage là bậy bạ, mà tại con thấy Đạt mệt. Đạt nói là Đạt rất bây là giờ nhiều công cô việc. Đứng cô cãi tay đôi với tôi. Dạ con không dám. Người mà sẽ là tương lai là cha chồng của cô là tôi thấy cô không được rồi. Dạ con không có dám. Tức là ý con nói là con á, tại con thương anh Đạt. Con thương anh Đạt là tại vì anh Đạt á, ảnh rất là cực khổ, ảnh làm việc rất là nhọc nhằn, cho nên á, con sợ ảnh mệt, con chỉ đấm bóp cho ảnh thôi. Con rất là đàng hoàng, con rất là đứng đắn đàng hoàng. Công việc của cô tôi giao đâu, tại sao cô không làm? Cô đứng dạ, đó cô đấm bóp. Nó có cần cô đấm bóp không? Dạ. Trong hợp đồng của tôi có ghi cô phải đấm bóp cho con tôi không? Dạ, cái đó ngoài hợp đồng. Ồ. Đó ngoài hợp đồng. Tại sao trong giờ làm việc mà lại làm cái việc ngoài hợp đồng? Dạ, cái đó mình sai, cái đó mình sai rồi. À, mình sai hả? Dạ con xin lỗi bác, cái này con sai. Nhưng mà con nói thật với bác là con với anh Đạt ở ngoài cái chuyện mà làm việc ra là con với anh Đạt không có làm cái gì mà quá giới hạn hết. Tôi á nãy giờ là tôi đứng ở ngoài tôi có một cái cảm nhận, cô đến với thằng con tôi là vì cái gia đình tôi là một cái gia đình khá giả. Con tôi là con trai một ở trong nhà, chứ tôi nhìn qua mắt kinh nghiệm đúng không? Đàn bà mà nó yêu đàn ông không bao giờ mà nó cứ sổ sàng những con tôi này. Tôi biết. Ngày xưa đó. Cái đó là ngày xưa bà yêu tôi là tại gia đình tôi giàu mà. Tôi hiểu mà. Con không Liên. Anh mắc em. Không. Em làm gì có sổ sàng. Tôi nói cho cô nghe. Chính vì tôi đã kinh nghiệm một lần rồi. Đó. Ở đằng sau tôi đó. Ngày xưa hiện thân là cô đó. Gia đình tôi cũng là con một. Tôi cũng là con giám đốc. Bà nhảy vô, bà là nhân viên, bà cua tôi. Cũng đấm bóp massage cho tôi. Trời ơi, ngày xưa rồi em đâu có đấm trưởng, bóp. Dính trưởng nên tôi phải cưới luôn. Nhưng mà con không phải như vậy. Con là con thật lòng. Bà bây giờ, sẵn đây, bác cũng thông báo cho con biết. Tình cảm giữa con và Đạt không bao giờ có nữa. Bởi vì bác đã làm xui gia với người khác rồi. Hả? Không. Bà... Bác nói như vậy, con không chấp nhận. Bác con không có lý mà... do gì hợp lý để bắt hai đứa con chia tay. Bây giờ chuyện bác làm xui với người khác là chuyện của bác. Còn chuyện anh Đạt, ảnh quen con là chuyện của tụi con. Bác muốn con bác hãy lấy hoa hậu con à. Chứ wow. Con không có mà thể nào mà xứng đáng được với thằng Đạt con bác rồi. Anh Đạt, anh nói đi. Anh nói với ba mẹ anh đi. Anh nói với ba mẹ của anh là anh yêu em đúng không? Anh nói đi. Anh không có nói được rồi. Bây giờ là chỉ có em thôi. Bây giờ không lẽ anh phải bỏ ba mẹ. Li em coi biết không đi theo em. Có biết không gì? Bảo báo 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 báo. Nè. Gì đây? Báo vô gì? Buồn hơn chết đưa báo làm gì? Báo báo đăng, báo đăng. Đăng gì? Công ty này sắp phá sản. Hả? Đây. Công ty này sắp phá sản nè, đó. Báo mới đăng. Nè, cái gì phá sản ghê vậy? Chị lấy ông này hả? Đừng có mơ mà lấy ông này được. Công ty này phá sản, gia đình gả ông này cho bà kia rồi, bà kia công ty lớn. Để chi? Để bên công kia giúp đỡ bên này khỏi phá sản công ty đó. Mà nghĩ sao bà lấy công ty này cho bà chết chùm hả bà nội? Anh đừng có nói tầm bậy. Báo đăng sao tầm bậy? Báo tầm bậy hả? Báo đăng nè.
Đi đi. Bao đang công ty phá trả rồi. Đi đi. Em đi đi. Ô, phá trả mày vui lắm hả? Đi đi. Trời ơi. Trời. Anh Đạt. Khoan. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với con tôi. Mời cô qua bên kia. Sao ba? Đạt. Dạ. Cha mẹ đẻ con ra cho con ăn học, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Ngày hôm nay gia đình mình vì bất động sản mà tất cả bất động và sản hết rồi. Chỉ còn một cách, chỉ còn một cách duy nhất con có thể cứu gia đình mình. Là sao ba? Là con lấy vợ giàu con ơi. Nó cứu mình. Con dùng cái sắc đẹp của con. Cái công ty kia có một đứa con gái và họ rất muốn làm xui với gia đình mình. Dạ ba. Cái con nhỏ nó không biết sao mà nó mê cái sắc đẹp tiềm ẩn của con dữ lắm. Ồ. Nó nói con đẹp mà con dễ thương. Ba, gì hả? Chỉ còn cách đó thôi đúng không? Bây giờ đấy. Mẹ không? Mẹ. Hôm bữa trước gặp anh á, mình ngồi mình nói chuyện. Anh nói nhà anh có đứa con trai thiệt là giỏi. Đây, ôi, bữa nay anh qua đây sẵn tôi giới thiệu luôn. À, con trai. Đây là con trai của tôi. À, dạ. Mình nhớ là anh hứa với tôi gì không? Tôi nói cho anh nghe, tôi đã hứa với anh rồi. Ừ. Tôi biết con gái của anh, nó rất là đàng hoàng. Ừ. Cho nên là tôi muốn là mình sẽ làm xui dài với nhau. Còn nhớ giỏi quá, cảm ơn. À. Cái... Ủa? Ly, sao con ở đây? Con đi theo tiếng gọi tình yêu của con. Tình yêu gì? Anh Đạt. Anh là người yêu của con. Đạt làm? Anh Đạt. Đạt là người yêu nè. À, không không được em ơi, bây giờ gia đình anh vậy rồi. Bây giờ gia đình anh đó là con của bác con, này con, mà. Con bác đó là con bác này. Nói đi. Làm cái tôi. Ông trời có mắt mà. Ông trời có mắt rồi. Con dâu lý tưởng của mẹ. Không phải duyên số gì cả. Nhưng mà không đi. Tôi không nghĩ là con lại bảo luôn. Lại vì tình yêu mà con chấp nhận con đi làm công cho người ta. Trong khi đó con là con của một ông chủ như vậy. Đó, bảo đây dạ. Cái con nhỏ này bây giờ ôi, nhìn kỹ không? Bảo đây, bảo đây. Dễ sợ luôn nha. Có gì nữa chứ? Con rất là. Anh Xui, công ty này sắp phá sản rồi. Chú làm việc ở đây hả? Tôi là bạn của ba. Rồi đi về đi chơi đây. Ở tù đó, ở tù đó. Cầm băng báo này ra chỗ khác đi. Trăm ngàn, trăm ngàn, trăm ngàn tiền báo. Đi ra. Trăm ngàn tiền báo. Nè, lấy tôi trả tiền sao? Đâu có mua đâu. Đi, đi. Đâu có mua đâu. Công ty này sắp phá sản rồi. Công ty sắp phá sản rồi. Biết rồi. Ủa phá sản mà vui dữ vậy? Biết rồi, đi ra đi. Ủa nhỏ khùng trời. Ủa anh, nói vậy là công ty của anh đang gặp khó khăn. Con muốn thưa với ba một chuyện. Hôm nay á, con thật sự trong lòng con, con rất là vui và rất là hạnh phúc. Con yêu anh Đạt. Và con đã làm hết tất cả. Con đến công ty này là cũng vì anh Đạt, vì tình yêu của con. Nhưng mà ba biết không, con sao? Con bị người ta, con bị người ta ngăn cản. Ai? Người ta chê con. Người ta có một cái chỗ cao sang hơn con. Người ta nói là người ta đã có con dâu khác rồi. Cái chỗ đó mình không có đẳng cấp. Mình không có đẳng cấp bằng người ta. Ồ, ai đi? Bác à, bác nói với ba con đi. Được, bác sẽ nói chuyện với ba con. Ly à? Anh Xui à? Chuyện gì vậy? Sau khi nghe cháu nó nói, tôi mới cảm phục nó. Không. Thật tình là tôi cảm phục nó. Tôi biết nó là con anh lâu rồi. Ồ. Khi tuyển dụng công ty là tôi đã có hồ sơ, có tên cha, có tên mẹ. Và cái tên đó nó đã trùng với tên Nguyễn Chí Tài của anh. Tôi đã biết nó là con của anh từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn nhận vào đây để làm gì? Để tôi muốn thử thách coi, trong những cái khó khăn như thế này, cháu có thể vượt qua được không? Mùa heo lựa nái, mùa gái phải lựa dòng. Tôi thấy dòng dõi của anh cũng là số 1, cho nên tôi mới chọn cháu vào đây để làm. Tôi biết cái chuyện tình cảm của con tôi lâu rồi chứ.
Nhưng tôi muốn thử ngày hôm nay coi thử cháu nó phản ứng như thế nào. Trời ơi, không ngờ cháu nó tuyệt vời quá anh ơi. Dạ. Đúng rồi, con này. Ông anh biết sao không? Má trời ơi, mà tội nghiệp con bé lắm. Anh ơi, anh nhớ không? Em sĩ giả nó quá trời mà nó vẫn yêu thằng Đạt. Trời, em thích cái cảnh nó quá trời anh luôn. À, nó rất là trân tiền tình. Tiền bạc chúng ta có thể làm ra được. Đúng rồi. Mất lần này chúng ta có thể gầy dựng lại lần sau được. Đúng rồi. Nhưng tình cảm chân thật không bao giờ gầy dựng được anh. Đúng rồi. Cho nên là tôi thấy cái tình cảm chân thật như vậy ba. Chị ba, con nói cho ba nghe. Cái tình cảm chân thật là tình cảm không bao giờ có thể kiếm được. Mày phá sản, công ty ông phá sản. Công ty này phá sản rồi. Bác à, công ty ông sắp phá sản rồi. Bác ơi, ông chờ cho con trai lớn nhỏ này về sắp ở tù. Anh Đạt à, anh thấy không? Sao em? Bây giờ á, bây giờ công ty mình phá sản, phá sản em cũng không còn gì hết. Anh vẫn yêu em đúng không? Anh đang bị nhũng não. Anh đang bị nhũng não rồi. Anh nói với ba mẹ. Ngày hôm nay là ngày quốc tế phá sản hay sao vậy? Có hẳn tình luôn sao? Bác à, bước qua một bên. Chuyện này nếu thằng Đạt có muốn giải quyết, nó cũng không bao giờ giải quyết được đâu. Quan trọng là bác thôi. Dạ. Con qua một bên đi. Đúng rồi. Phá sản rồi. Sao? Chuyện gì? Tôi đã xem báo. Và biết công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Trời, công ty em phá sản mặt mình tỉnh ghê. Còn chuyện con gái anh và con trai của tôi, tôi cứ cho tụi nó tìm hiểu với nhau. Trời ơi, phá sản vẫn tìm hiểu. Cái thằng mà tào lao quá, có tào lao lắm, đi vô đi ra rồi. Không sao, làm ăn á thì phải có lúc có thời, không có thời thì mình có miễn cưỡng cách nào á cũng không gì có thể cứu được đâu. Tôi biết, tôi và anh đều làm bất động sản mà, tôi hiểu. Còn có phá sản hay không, cái chuyện đó do nỗ lực của chúng ta nữa. Đúng. Còn chuyện tình cảm của tụi nó, cứ để khi tụi nó đã quyết định yêu nhau, dạ, tôi cứ để cho nó xuôi theo tự nhiên. Đúng rồi. Khi nào anh em mình gầy dựng lại, lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới. Rất là tốt. Thế là tốt lắm rồi. Hey. Hoa nào thơm ngát, hoa nào xinh thế, hoa nào đẹp quá, hoa nào thơm. Trời trời, cái gì vậy? Ai bước vô nhà tôi ngang nhiên không chào hỏi, tự nhiên ngồi trong nhà tôi vậy? Trời, mày gặp tao mày không chào hả? Mày không biết tao là ai nữa hả? Ai? Trời ơi, tao mới đi tân trang chút xíu thôi mà không nhận ra luôn. Ủa, ai vậy? Nhìn bà cô mà. Bà cô là người Bắc đó, còn người Nam gọi là bà dì. Ủa, bà dì đó hả? Bà dì? Em của bà nội đó. Rồi em bà nội đó. Đó hả? Trời ơi, dạ xin lỗi bà cô. Này bà cô tân trang, nhìn nhìn cái mặt bà cô giống như bà cố vậy đó. Lạ quá. Đã vô lễ rồi còn hỗn láo nữa. Dạ. Tao nói bay á thì cái thứ mà bây giờ tao, cái thời buổi này tao không hiểu được cái giới trẻ của tụi bay như thế nào luôn. Ở nhà nấu cơm nấu nước gì chưa? Nấu rồi. Dạ. Nấu cơm rồi đem ra đây cho tao. Dạ, dạ nấu cơm rồi, dạ đợi chút mà phải mọi người đông rồi mới không mới có ăn. Đợi, tao muốn coi biết coi là bay nấu cái gì bữa nay. Trời ơi, phải công nhận. Nghe không? Không có đánh giá đẹp. Dạ nghe. Dạ đẹp. Đi quá, vô cô, xách cơm ra đây. Hả? Xách cơm ra hả bà cô? Cơm dạ. Đâu, đồ ăn đâu. Đó. Mà thôi bà cô, con nói bà cô nghe nè, bà cô. Thôi, giờ ăn uống làm chi? Bà cô mới đi thẩm mỹ về đẹp gì nè, để dáng gì đi, tự nhiên ăn uống chi rồi cho nó nay mở rồi nó mọc lên. Mày biết sao tao qua đây không? Sao vậy? Tại vì mày á là một cái đứa mà một con đứa con dâu hư, nghe chưa? Không bao giờ mà siêng năng trong cái chuyện mà chăm sóc chồng con, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc gia đình. Lười biếng, không có nấu ăn. Nghe không? Đâu mày nói mày nấu ăn đâu, mày đem ra đây tao coi coi. Có hả? Nấu ăn xong có, đợi con chút đi con lấy. Mày biết rồi, sao tao qua đây không? Không ăn rồi sao chồng con sống được? Con phải nấu ăn cho ông ăn mỗi ngày. Nhà con về mấy đứa con phải ăn chứ. Nói gì mà nó đơm đặt dựng chuyện chết luôn à. Ăn cái gì? Đó, tại sao tôi qua bên này? Nha, mới nãy nè, coi TV. Nha,
Bây giờ đồ ăn thức uống là toàn là chất độc nha. Cái gì cũng quá chất. Người ta tự hại nhau nha. Rồi tại sao lại không có đi mua rau sạch, không đi tối ngày cái con này nè, suốt ngày mua gạo, mua cơm bao bụng về. Đồ ăn đâu? Không, nó lẻo lự lắm, nó không có nấu. Nó đến giờ cái là nó đi ra ngoài đó, ngoài tiệm cơm á, đó, nó mua cơm hàng cháo chợ. Đó không có. Cô mới qua hả? Đi đứng né là coi, à, cô khỏe không? Khỏe. Bữa con có qua con hỏi mà Dượng nói là cô mắc đi sửa sắc đẹp. À, đẹp cô. Bữa nay con còn nhìn con ra mà. Vợ con nấu ăn rồi, chút xíu mời cô vô bếp ăn. Thôi đem lại ở đây đi. Phòng khách ít khi nào ăn mà này. Má con đem ra đi đi, ta muốn kiểm chứng cơm của nó bữa nay. Con nói cô nghe nè, gia đình con có cái lệ, má con không có cho dọn ra ngoài. Má nói khi nào khách đặc biệt lắm á thì mới dọn ra, cô coi như trong nhà mà. Thôi bỏ qua đi cô. Lát nữa vô trong nhà. Nhà phải đủ người rồi tụi con mới ăn. Chứ người có người không mà ăn kỳ lắm. Má công rửa chén 3-4 lần mà cứ chết luôn. Con nói bởi mày chiều con vợ mày. Được đằng chân nó lân đằng đầu rồi nó leo lên đầu nó ngồi luôn nghe. Nó leo lên đầu má mày ngồi luôn. Có đâu cô yên tâm. Thấy gọi điện thoại thấy nói mệt thấy đau bụng là biết rồi, biết có chuyện rồi. À em gái mới lên hả? Thôi đi đi đó, má ngồi đi. À, bà dạ. Ngồi đi đó. Dạ, coi má chồng mày đó mới có 40+ tuổi mà già như 70 tuổi vậy đó. Ăn uống kiểu gì mà lo cho bả sao mà hôm qua giờ bả kêu đau bụng là sao trời. Ai đây? Dạ con vợ Tư Rồm. Giờ Tư Rồm lấy vợ hồi nào mày xạo mày. Néo rồi chỗ kia đi, bả lẫn rồi. Ai đây? Ơi nè chị. Chị nhớ em rồi. Con trai tôi đâu? Nó nè. Con đây. Ờ cơm nước gì chưa? Dạ có nấu. Dạ, rồi. Dạ có rồi, nấu trơn rồi. Xong hết trơn rồi. Dọn lên ăn. Dạ từ từ dọn, lát nữa đông người dọn. Mày mất dạy, má nói mày không nghe lời hả mày? Mày xuống bếp mà dọn đi, tôi đưa má xuống dưới ăn. Không, dọn lên đây, tao muốn ăn trên đây. Chứ tao làm mẹ, tụi bay tao nói tụi bay không nghe. Dạ rồi rồi rồi, má ngồi chờ đi. Má ngồi chờ đi. Mày dọn cơm đi, tôi đi ra ngoài rồi đấy. Mày hai. Con kìa, đi qua đại biểu. Ôi đại biểu, đại biểu. Đại biểu. Dạ. Hồi sáng lúc đi là tao dặn là cơm thịt kho hột vịt đâu. Cơm thịt kho hột vịt đâu. Cơm thịt kho hột vịt đâu. Má, bà né bà coi. Má, má ăn là sết trước đi má. Tại vì má thường nói ăn. Má thường nói đó là ăn cái gì phải tráng miệng ăn. Trước. Má không ăn. Má ăn đi trong thời gian vợ con dọn. Tao không ăn nữa đâu, ép tao nữa. Không ép, không ép. Má, má kiểm tra coi cái rau này có tốt không. Tại vì con nghe dì nói vậy đó. Tao dặn là thịt kho hột vịt đâu. Con dâu đâu rồi? Con dâu tao nói tụi bay không nghe hả? Má. Thịt kho hột vịt đâu? Thịt kho hột vịt. Cái gì vậy? Thịt kho hột vịt bữa Tết mình ăn hết rồi. Ăn ớn quá rồi đâu có làm đó. Má, nấu món nào mắc la hết trơn à. Má ơi, thiệt sự là con cũng muốn làm cái món thịt kho hột vịt cho má. Nhưng mà má nghiện cái món thịt kho hột vịt. Má ăn riết bây giờ cái tướng đi với cái mặt má y chang con vịt nên con mới không cho ăn nữa. Mày muốn tao chết sớm hả? Hay sao mày không cho tao ăn? Dạ thì hả? Hồi lúc mày lấy con trai tao mày hứa sao? Ngày cơm 3 bữa con lo cho má giống như là gia đình con dạ, vậy đó. Dạ đúng rồi thì con cũng lo một ngày 3 bữa cho má đó. Mày lo hồi nào tao toàn đi ăn ngoài không? Mày đừng có lẻ lự nữa. Trời ơi, chị cô đó nói... Cái chủ yếu cái vấn đề ở đây là cái gì em nói với chị rồi. Sao? À, nói cho chị nghe coi. Nè, cái vấn đề của gia đình mình á là con cái ở trong nhà nó không có, nhất là con gái, phụ nữ nó không có đoan trang, nó không có liêm chính mà nó cũng không có dung ngôn hạnh. Nó làm gì mà cần liêm chính bà nội? Liêm chính là sao? Tại vì nè, đó, chị cần một bữa cơm gia đình nhưng mà nó không bao giờ nó nấu á. Nó duyên nó nói xạo không à, thấy không? Nó nói làm sóng làm gió không à. Em nè, em quen với con mẹ hai bán cơm ngoài này nè. Trời ơi, em ít chuyện quá ha. Nha, nha. Nó quen với em, nó khai thiệt với em là nó nấu cơm bao bụng, nó bỏ quá chất vô đó. Hèn chi không quá. Chưa, chưa đâu, chưa, chưa. Để nói cho bà nghe. Thôi để hai chị em má nói chuyện để mình đi chỗ khác. Là có thể thì nó không có nấu cơm. Để hai chị em má nói chuyện, người lớn nói chuyện. Tao cần là nó nói chuyện cho mình. Mình đi ra ngoài nghỉ ngơi. Con cái bây giờ nó bất hiếu. Nó muốn đi là đi, nó muốn đứng là đứng. Nó cái gì đồ ăn bây giờ nó cũng bỏ chất. Cái gia đình này tan nát rồi.
cho nát luôn đi chị, nát đi. Cái gì vậy? Em tức lắm, em nói thiệt á. Chị em với nhau có hai chị em thôi, em phải lo cho chị chứ. Em ở bên nhà mà em chịu không có nổi luôn á. Sáng em coi TV kìa, tin tức bây giờ xã hội là náo loạn rồi. Ba cái vụ đồ ăn thứ uống là trái cây nè. Ngày xưa đó, trái cây để 3 ngày không ăn là dục nghe. Còn bây giờ trái cây là để 3 tuần luôn vẫn tươi xanh. Không, nhưng mà gì cái đó trái cây nhà con Trầm mà. Cái này em chôm nhà. Chôm nhà đâu ra, nhà làm gì có chồng chôm chôm. Nhà mình có 3 cây đó. Mày đừng có binh vợ mày. Con đâu có binh đâu. Nói tiếng trước tiếng sau gì cũng binh nè. Nhà đất gì sao gì? Vườn cây bự đấy. Quá trời nên nó trồng cây cái trái cây đây. Quá trời dạ dạ. Ra đây cho má chồng mày xử. Mày nói bà ở dưới bếp thì bà đâm đầu vô đây chi? Tại tôi sợ. Mày á, tao nói mày chửi người lớn đúng không? Mày đừng tưởng tao không biết đúng không? Mày chửi nó đúng không? Dạ con đâu có chửi bà cô đâu. Rồi bà cô gì sao con dám chửi? Con sợ bà cô với lại con sợ má muốn chết. Chồng kêu qua tao đi có bằng chứng mày chửi hết. Bằng chứng đâu? Bằng chứng là hồi nãy em cho người ghi âm rồi. À vậy nha. Nó một mạch á thì nó nói là ôi nó thương má chồng, nó chăm lo cho gia đình chồng, nó nấu cơm nấu nước. Còn mặt trái hả, nó đi ra ngoài đường nó nhiều chuyện. Đâu mở lên đi. Em chị, bây giờ chị mở lên đi. À. Chị mở cho con nghe đi. Ồ, mà em gài người đâu gài người đâu, gì kêu người nó vô đi. Em mới sắm cái máy ghi âm mà. Ôi tao nói tao ghét cái bà má chồng với cái bà dì của tôi dễ sợ luôn nhá. Người thứ người đó khó khăn nữa, làm ba cái chuyện mà không có ưa. Bởi vì tôi không bao giờ mà tôi nấu cơm cho hai mẹ đó ăn hết trơn á. Để bà hai tao là má chồng mà mày chửi như con thú hả mày? Hả mày? Okay. Đi đi! Đi luôn đi! Đi luôn đi! Mà em đâu có nói đâu, sao ghi âm hồi nào vậy em cũng hay nữa. Đi, vô đây! Ba ngồi đây! Đó! Dạ! Kìa! Con My đâu? Kêu ở đây gặp tôi! Ai? Con My! Kêu con My! My! Nhà này ồn ào quá. Dạ. Dạ con chào bà nội, con chào bà cô, chào ba chào mẹ, chào anh hai chào. Cái gì? Không nhận ra tôi hay sao? Hả? Nghĩ sao vậy? Có con rồi thì không lo nuôi, để hai người đàn ông ở nhà là sao mà nuôi? Nó đòi bú là chỗ nào cho nó bú? Hả? Cái gì? Vậy thì con mới đi học về. Trời ơi, anh chị không biết gì hết trơn. Nó năm nay mới 20 tuổi mà con cái gì? Tào lao. Trời ơi, chị ơi, con nó đó thiệt. Con nó đó, trời ơi, đẻ xong rồi tướng ngon dễ sợ luôn nè. Con đẻ biết gì, đẻ gì được. Nè, con nít mà. Để em nói cho nghe. Để tôi nói cho nghe nha. Anh chị phải coi lại con mình. Thấy chưa? Chị á, chỉ là nhà, chỉ là mẹ, mà chị không có nấu ăn cho nó ăn. Nè, đừng có nói bậy. Nè, đừng có nói bậy. Nhà tôi là gia đình, gia giáo. Chỉ có xui một cái là cưới con tào lao rồi cho thằng này thôi. Đúng rồi, thì tôi đang nói bà này mà. Không có nấu cơm. Đừng có vu oan giá họa cho gia đình này. Nó còn con nít mới 20 tuổi mà con cái gì? Hả? Để tôi kể cho bà nghe, bà ngồi xuống đây đi, bà đừng có tốp. Đây nè. Đứng qua bên đây chút xíu chai hình người ta. Tao kể đi. Tao kể đi. Được chưa? Đây nè. Ở nhà không nấu cơm thường xuyên cho nó ăn. Để nó đi ra đường nó ăn cơm bụi. Mà nó ăn cơm bụi thì nó ăn ở đâu? Cơm bụi nó gần nhà tôi. Rồi nó với thằng con trai tôi nè, cứ hẹn hò rồi ra ăn. Về nhà thì chị đóng cửa sớm, nó đâu có về được. Nó cứ ghé nhà tôi nó ở. Ngay đây có tháng nọ. Đó, mà, kết quả là lồi đứa này. Mà cái chuyện nó ghé nhà ông biết không? Tôi biết chứ. Biết mà sao cỡ vô nhà. Sao mày trời ba? Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao mày trời đâu ba? Bây giờ đó anh nói giống vậy, tôi đi kiện anh. Kiện cái gì? Kiện cha con anh dụ dỗ con gái tôi qua ở bên nhà anh. Cái gì? Tôi dụ hồi nào? Tụi nó tự nguyện tới là... Tự nguyện tới, anh là người lớn, anh cũng làm cha làm mẹ. Nếu anh có con trai chứ anh có con gái như tôi, anh có đồng ý chứa chấp con gái người ta trong nhà không? Tan nát hết rồi, gia đình tan nát hết rồi. Tôi đi làm về rồi tôi có biết gì đâu. Anh có biết không? Anh không biết tại sao anh... Có chữa ít nhất phải 9 tháng 10 ngày mới đẻ. Ba con mới có 18 tuổi mà lấy gái chưa đủ tuổi vị thành niên là ở tù đó. 18 tuổi mà chưa đủ vị thành niên. 18 thiếu 2 ngày. Chú bình tĩnh đi. Tại ba con lo đi làm nhiều quá rồi ít gặp con cái nên rồi bị ảo quan tưởng chứ cầm cái con bút má đừng có đạp, má đạp ồn
chứ bây giờ bị đi làm nhiều rồi xong rồi xa con cái. Bà nội đặt ở đây xa nè. Con cái không gặp con cái về nhiều rồi bị ảo tưởng đi cầm USB này nói là cho bà nằm chiếu con. Bởi vậy ta thấy là ta đâu biết đâu. Trời ơi ba cái đồ tao ăn mà cái đầu bự gì không? Gì vậy mà má tin hả? Trời ơi. Sao vậy? Sát cương, sát cương. Sát cương. Chánh ra cái đây là búp bê mà. Mày phá nát gia đình tao. Tao bay chữ vô quỷ. Dạ thôi. Nó chết rồi. Nó bay con đã kêu bà ở nhà. Lại đi con. Trời ơi, nó búp bê, nó bụng búp bê. Thế bà gì bị? Cha của chị đó. Dì ơi, dì giải phẫu riết hồi cái đầu óc gì bị thần kinh rồi hả? Không có đâu. Bà cô đi thẩm mỹ viện đó, bà biết là bà cô bị lẫn rồi. Cái con búp bê nè, thấy không? Hai cái chân nó dài bằng lòng. Bây giờ hỏi bà bao nhiêu tuổi bà còn không biết mà. Bà cô năm nay nhiêu tuổi bà cô biết không? 24. Con nói má nghe nè. Thôi bây giờ vậy. Bây giờ đó qua mọi chuyện đó, má thấy không? Bây giờ gì á thì qua không có ưa vợ con. Cứ đâm thọt vợ con hoài. Con này nó cũng biết nấu ăn mà mới chịu. Nó không biết nấu sao nó lo cho con tới giờ này. Má nói như vậy là có đúng. Biết nuôi ông chồng tâm mập. Im lại. Trời ơi chạy má đó. Thôi giờ nè, mấy người im giùm được không? Cho bà dì xinh đẹp này nói một câu đi. Bà dì nói đi. Tóm lại đó, bây giờ gia đình nào cũng phải cẩn thận. Nha, cái thời buổi này là độc với lại là hóa chất rất là nhiều. Đúng rồi. Nhất là những người phụ nữ phải biết mua rau sạch, phải kiếm đồ ăn sạch để chăm lo cho gia đình. Làm bên vệ sinh an toàn thực phẩm. Chứ còn bây giờ an toàn thực phẩm là không là nguy lắm rồi. Đúng rồi. Người ta cho cái sức tăng trưởng vô cho con heo đó là vô trong người mình, nghĩa là mình cũng tăng trưởng luôn. Vô tăng trưởng nè, đó rồi đẻ ra nè. Đó. Mới 18 tuổi mà đẻ ra đó. Mà cháu. Thiệt. Cháu nội của bà nói như vậy cũng đúng, gia đình con rút kinh nghiệm tại vì nhiều khi công việc nhiều quá, rồi vợ con nó chạy đi mua đồ ăn ở ngoài. Thôi dì nói như vậy để vợ con rút kinh nghiệm cho nó nấu đồ ăn cũng ngon lắm mà dì. Sau lần này là đừng có đi giải phẫu thẩm mỹ nữa, dì hứa không? Thôi. Đẹp mà. Còn mấy cái đó quá chất không hả dì ơi? Dì hứa với tôi là đừng có đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Nghe không? Dì ba con quá buồn đã lâu rồi, nay ba con bị cô đơn, có bị ảo tưởng, có gì giúp ba con vé được không? Mày có mày đi mày. Để cho ông bình thường là với ông ôm cục thẹn nói cháu nội ông ngoài tội nghiệp ông quá. Thôi bây giờ về nói cái chuyện để tôi nói. Rồi nói đi. Ba đó là tôi chỉ dàn cảnh qua đây là đứa bé này không có thiệt. Con My này nó cũng không có gì tằn tiêu gì với lại con trai tôi hết á. Tại tôi thấy á, nó cứ đi ăn cơm bụi ở ngoài, rồi tôi sợ một ngày nó sẽ ăn những cái chất độc cho người nó không có tốt. Tôi mới qua đây tôi kiếm chuyện này thôi, nghe chưa? Ôi anh kiếm cớ anh thì tìm nhiều cách cho anh đi làm như vậy đó, anh làm hư con nít rồi. Anh gieo vô cái đầu nó không hay, bây giờ anh cứ qua anh khuyên nó là tôi cảm ơn anh nhiều rồi. Rồi, bây giờ vậy nè, tôi nói cho anh nghe. Cái bữa cơm gia đình nó rất là quan trọng, thấy không? Chẳng những nó có giá trị về gọi là dinh dưỡng mà nó còn có giá trị về mặt tinh thần nữa. Tôi biết. Hiểu chưa? Bây giờ cái quan trọng là có giá trị về mặt tinh thần. Ừ. Là gia đình quây quần với nhau ăn bữa cơm gia đình. Đó. Đó bên nhà tôi còn có vợ, có con, có chồng. Chứ ừ. Anh có một mình ên con với con anh à. Bây giờ thiếu ngoài vợ đó, lo kiếm đó, đi. Đó. Nha. Ba à, con có em được không? Hết học đó ba. Thôi bây giờ nói chung nè, cái câu chuyện thì nãy giờ là con nghe là con cũng hiểu rồi. Hiểu chưa? Là lỗi tại con, là con cũng làm biếng nấu ăn quá. Đúng. Mà ít nấu ăn rồi để cho gia đình rồi xào xáo, rồi ăn uống ở ngoài nó không an toàn thực phẩm. Ừ. Nói chung là qua cái chuyện này con cũng biết lỗi. Từ nay trở đi con sẽ nấu ăn nhà để cho gia đình mình đoàn tụ ấm cúng. À, chuyện vậy là hết rồi. Anh ơi ra ngoài ăn cơm bụi đi anh. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì đó? Anh coi lại vợ anh đi. Oh, hey, hey, hey.